Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 39. Ông lão kinh ngạc, cậu có thể nhìn thấu tu vi của tôi sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười đáp, chẳng những tôi có thể nhìn thấy tu vi của ông mà còn biết bệnh của ông ở đâu nữa. Cánh tay trái của ông đã từng bị đao chém nên gân mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Sức của nó yếu hơn tay phải 3 phần. Sắc mặt ông lão thay đổi. Anh lại nói tiếp. Ngực phải của ông đã từng bị người đâm xuyên qua nhưng may mắn tốt số thoát chết. Bởi vì trái tim của ông nằm ở mép bên trái. Con người ông lão co rút. Quan trọng hơn ấy là ông già đầu vậy rồi mà vẫn còn giữ thân mình trong trắng phải không? Chắc hẳn là ông tu luyện một loại công pháp đồng tử gì đó nhỉ? Loại công pháp này bắt buộc ông không thể tiết dương khí ra ngoài. Đồng tử công giúp ông có thực lực cảnh giới thần vương trung kỳ nhưng cũng hạn chế ông tiến vào cảnh giới thần vương hậu kỳ. Câu cuối cùng vừa dứt. Ha 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 ha. Hoàng Đạo Hùng được xưng là một trong thập đại ác nhân của vùng đất Nhật Lạc, vậy là một tên Sử Nam hả? Một tràng cười vang lên. Sắc mặt ông lão thay đổi. Từ kinh ngạc biến thành chấn động. Cuối cùng là không thể nào tin nổi. Cậu! Ông lão sững sờ. Diệp Bắc Minh nói tiếp, ông còn nhiều nhất 3 năm đấy. Trong vòng 3 năm nếu ông không thể tiến vào cảnh giới thần vương hậu kỳ thì ông sẽ tự bạo chết. Bây giờ ông chỉ có một cách tự cứu bản thân mình là phá cái cơ thể trinh trắng ấy đi. Nhưng một khi ông phá thân thì tu vi sẽ trở thành hư vô hết. Đồng tử ông lão co rút. Nói đúng hết rồi. Vậy mà nói đúng con mẹ nó hết rồi. Ông ta vì vậy mới đi vào ngõ cụt. Ôi vãi trưởng. Lẽ nào người nọ là thần y thật sao? Ông ta không còn do dự nữa. Phịch phịch. Ông lão nhảy từ trên tường thành xuống, quỳ gối nói, lão phu là Hoàng Đạo Hùng, tất cả đều bị thần y cậu nói chúng cả rồi. Xin thần y cứu tôi. Cái gì? Tôi hoa mắt rồi à? Hoàng Đạo Hùng một trong thập đại ác nhân quỳ xuống hả? Má ơi, ngược đời rồi. Sắc mặt mọi người thay đổi. Diệp Bắc Minh từ từ bước đến trước mặt Hoàng Đạo Hùng. Tay tung ra mấy cây ngân châm đâm xuống cơ thể Hoàng Đạo Hùng. Chỉ mấy cây ngân châm mà tưởng giải quyết được nỗi ưu phiền của Hoàng Đạo Hùng rồi hả? Hay là nói giỡn vậy? Ha ha ha! Có rất nhiều người cười to không ngớt. Phụt, 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 phụt. Ngân châm vừa đâm vào cơ thể của Hoàng Đạo Hùng. Trong chốc lát, một luồng dương khí thuần khiết toát ra từ trong cơ thể Hoàng Đạo Hùng. Á! Hoàng Đạo Hùng hét to, khí thế trên người bỗng nhiên thay đổi chóng mặt. Nháy mắt ông ta đã từ cảnh giới thần vương trung kỳ tiến vào cảnh giới hậu kỳ. Ôi! Nụ cười của đám người trên tường thành cứng lại, tất cả bọn họ hét thất thanh. Cô chủ, người thấy gì không? Một ông lão đứng cạnh Đỗ Nhược Băng hưng phấn nói, quỷ môn thập tam châm, chiêu thức mà tên nhóc ấy thi triển vậy mà là quỷ môn thập tam châm đã thất truyền từ lâu. Cô chủ, bệnh của người chữa được rồi. Đỗ Nhược Băng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh nói, thấy rồi. Ha 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 ha. Hoàng Đạo Hùng phấn khích cười to, mắt đầy tơ máu, cảnh giới thần vương hậu kỳ, cảnh giới thần vương hậu kỳ thật. Tôi dừng chân ở đây suốt 1.700 năm. Giờ rốt cuộc đã tiến vào cảnh giới thần vương hậu kỳ rồi. Ông ta quỳ gối dưới chân Diệp Bắc Minh. Làm một hơi dập đầu 10 mấy cái vang dội. Diệp thần y, bắt đầu từ hôm nay. Ở vùng đất Nhật Lạc này, ai dám đối địch với cậu thì ấy chính là kẻ địch của Hoàng Đạo Hùng tôi. Hoàng Đạo Hùng còn chân thành nói, tôi nguyện lòng theo sau cậu. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn ông ta nói, ông xứng hả? Cái gì? Hoàng Đạo Hùng xứng sờ. Nhưng mà ông ta không hề tức giận chút nào. Đây mới chính là phong thái nên có của kẻ mạnh. Hoàng Đạo Hùng ngậm ngùi gật đầu chấp nhận, Diệp thần y nói đúng, tôi không xứng. Vãi trưởng! Tất cả mọi người ở đây ngơ ngác. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh đưa nhẹ tay lên, nhìn mọi người xung quanh tường thành nói, ai lấy được một quả thần hỏa tang hoặc 10 cái đầu của người nhà họ Lăng. Tôi sẽ ra tay chữa trị cho người đó một lần. Lúc này đây chẳng còn kẻ nào dám giễu cợt anh nữa. Đỗ Nhược Băng nhìn Diệp Bắc Minh chăm chú rồi bảo, cổ lão, mời cậu ta đến nhà họ Đỗ làm khách đi. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Trong góc tối, cô gái xinh đẹp tuyệt trần mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Người đàn ông trung niên mặc chiến bào sửng sốt hỏi, chủ nhân, mặc kệ chuyện này hả? Cô gái xinh đẹp mỹ miều ấy mỉm cười thản nhiên, tiểu sư đệ có tính toán của riêng mình.
đợi đến khi tiểu sư đệ cần tôi thì tôi sẽ xuất hiện. Rồi cô gái quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh, ôi đàn ông, hứ. Tôi thật muốn xem thử cậu làm thế nào để quậy long trời lở đất ở vùng đất Nhật Lạc này đấy. Hào hứng thật đấy, khi khi. Sau khi cô gái xinh đẹp kia bỏ đi, Diệp Bắc Minh bước chân vào vùng đất Nhật Lạc. Chu Hoàng vô cùng hồi hộp đi theo phía sau. Cô ta vốn định yên lặng đi vào vùng đất Nhật Lạc, giờ xem ra là không thể. Chẳng bao lâu, toàn bộ vùng đất Nhật Lạc sẽ biết đến tên Diệp Bắc Minh. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc, cậu có cảm thấy nơi này khác gì so với bên ngoài không? Diệp Bắc Minh nhướng mày, có cảm thấy. Quả thực có sự khác biệt rất lớn. Anh quay đầu lại nhìn, mặc dù chỉ cách một bức tường thành, hoàn cảnh thoạt nhìn rất giống nhau. Nhưng lại như là hai thế giới. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, cậu lại cẩn thận cảm nhận xem, hoàn cảnh xung quanh khác chỗ nào. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Cẩn thận cảm nhận theo lời Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Anh khẽ nhắm mắt lại. Mở mắt ra lần nữa. Trực tiếp sử dụng Nguyên Thiên Thần Nhãn. Hả? Diệp Bắc Minh kinh ngạc phát hiện, trong không khí có một ít khí đen mắt thường không nhìn thấy đang tung bay. Chính xác, đây chính là mầm mống tội ác. Mầm mống tội ác. Vùng đất Nhật Lạc không hề có ánh mặt trời, đại diện cho bóng tối vĩnh hằng. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang vọng, trong bóng tối sẽ nảy sinh tội ác. Những tội ác này người tu võ không thấy được, nhưng chúng chân thực tồn tại. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, có giống với vật chất tối trong vũ trụ không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hừ lạnh, thằng kia, bản tháp đang nói chuyện thần học với cậu, cậu đừng có mà nói khoa học. Diệp Bắc Minh. Được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói tiếp, ma khí tinh thuần nhất thế gian cũng sinh ra trong bóng tối. Mầm mống tội ác cũng nảy sinh trong bóng tối, cả hai tuy khác nhau nhưng lại có hiệu quả giống nhau. Cậu cẩn thận cảm nhận, nó có lợi cho việc tăng cảnh giới của cậu. Diệp Bắc Minh âm thầm gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Đột nhiên, một lão giả ngăn cản Diệp Bắc Minh, anh Diệp, tiểu thư nhà tôi có lời mời. Nói xong, ông ta quay đầu chỉ một cô gái đeo khăn che mặt cách đó không xa. Cô ta mặc một bộ váy dài nổi bật. Thân thể mềm mại có lồi có lõm. Dù mang theo khăn che mặt, cô gái kia cũng khiến người khác có cảm giác cực kỳ nghiêng nước nghiêng thành. Cùng là gái đẹp, Chu Hoàng chỉ nhìn thoáng qua liền cảm giác được uy hiếp vô cùng lớn. Diệp Bắc Minh phun ra ba chữ, không có hứng. Nụ cười của lão giả đọng lại, lạnh lùng đáp, anh Diệp, cậu vừa tới vùng đất Nhật Lạc, còn chưa biết tình huống nơi này như thế nào đúng không? Tôi có lòng nhắc nhở một câu, tiểu thư nhà tôi đến từ nhà họ Đỗ. Chu Hoàng sửng sốt, nhà họ Đỗ. Lão giả cười cực có thâm ý, anh Diệp, xem ra bạn của cậu đã biết nhà họ Đỗ có ý nghĩa như thế nào. Nếu đã vậy, đi theo tôi một chuyến đi. Trong giọng nói của ông ta mang vẻ ra lệnh. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Chu Hoàng, nhà họ Đỗ rất mạnh sao? Gương mặt xinh đẹp của Chu Hoàng ngưng trọng, nhà họ Đỗ là một trong 6 thế lực lớn đứng đầu vùng đất Nhật Lạc, xét về nội tình thì chắc chắn không bằng gia tộc thượng cổ. Nhưng nơi này là vùng đất Nhật Lạc. Ở chỗ này, nhà họ Đỗ tương đương với chúa tể, chắc chắn lực ảnh hưởng tại vùng đất Nhật Lạc lớn hơn nhà họ Chu chúng tôi. Ồ! Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh. Lão giả cười lạnh, vẫn lên giọng ra lệnh, anh Diệp, tính tình tiểu thư nhà tôi không tốt lắm đâu. Nếu cậu đã biết nhà họ Đỗ. Đùng! Một tiếng động lớn truyền đến. Lão giả còn chưa kịp nói hết câu, đã bị đánh bay ra ngoài như chó chết. Một nửa khuôn mặt già nua xương to như đầu heo, nhiều lần bò lên cũng không đứng dậy được. Chuyện gì xảy ra vậy? Là người của nhà họ Đỗ. Vừa rồi Diệp Bắc Minh ra tay với người của nhà họ Đỗ. Rất nhiều người tu võ nhìn sang, mặt mũi tràn ngập sợ hãi. Cổ lão, ông. Đỗ Băng Nhược nhanh chóng bước tới, kiểm tra vết thương của lão giả. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng nó lại khiến Đỗ Băng Nhược tức giận đùng đùng. Diệp Bắc Minh, anh có ý gì đây? Tôi có ý tốt mời anh đến nhà họ Đỗ làm khách, thế mà anh lại đi đánh người. Hôm nay anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Diệp Bắc Minh cười, Diệp Bắc Minh tôi làm việc mà cần giải thích với cô ư. Cô lại làm nhảm thêm một câu nữa với tôi, ngay cả cô tôi cũng đánh đấy, cô tin không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiện tại anh cần giữ vững sự cứng rắn tuyệt đối. Một khi anh tỏ ra yếu thế,
uy hiếp do Lôi Bạo Châu tạo nên sẽ không còn. Lùi một bước mà nói, giọng điệu kia của cổ lão là mời sao? Quả thực chẳng khác gì ra lệnh cho anh. Nếu như bình thường, Diệp Bắc Minh cũng sẽ ra tay. Anh nói cái gì? Đỗ Băng Nhược khẽ há miệng, mặt mũi tràn ngập đờ đẫn. Khăn che mặt của cô ta bay đi theo gió, lộ ra khuôn mặt trắng ngần tuyệt đẹp. Xung quanh, vô số đôi mắt của đám đàn ông nhìn chằm chằm. Di thế độc lập, nghiêng nước nghiêng thành. Ừng ực. Rất nhiều tên đàn ông khẽ nuốt nước miếng. Thằng này còn dám nói ngay cả Đỗ Băng Nhược cũng sẽ đánh. Cậu ta không biết thương hương tiếc ngọc à? Biết cái gì mới là thương hương tiếc ngọc không đấy? Đổi lại là tôi ước gì ngay lập tức kết bạn với Đỗ Băng Nhược. Vô số người phát điên. Ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh tràn ngập ghen tị và giận dữ. Diệp Bắc Minh không để ý đến bất kỳ ai. Cũng không nhìn Đỗ Băng Nhược, trực tiếp bỏ đi. Trong lòng Chu Hoàng mừng thầm, anh Diệp làm tốt lắm, cô cho rằng mình lớn lên xinh đẹp thì ngon à. Xưa nay bên người anh Diệp không hề thiếu gái xinh. Mấy sư tỷ và hồng nhan tri kỷ của Diệp Bắc Minh có ai kém hơn Đỗ Băng Nhược chứ? Dù là Chu Hoàng cô ta cũng không hề thua kém Đỗ Băng Nhược. Diệp Bắc Minh vừa đi ra ngoài vài chục bước. Xoẹt! Một luồng sát khí mạnh mẽ đánh úp lại. Một bóng người xuất hiện, ánh vàng vừa lóe lên liền biến mất, đâm về phía yết hầu Diệp Bắc Minh. Anh nghiêng người né tránh, đấm ra một quyền. Bóng người kia buộc phải lùi ra sau mấy chục bước mới đứng vững. Lúc này mọi người mới phát hiện, đây là một thanh niên cầm trường thương màu vàng kim trong tay. Đây là ai vậy? Rất nhiều người nghi hoặc, bọn họ chưa từng thấy người thanh niên này. Hắn ta thoạt nhìn mới 27-28 tuổi. Mà đã đến cảnh giới thánh chủ sơ kỳ. Trong đám người, một người đàn ông trung niên hít hà, Ngạo Chi Phàm, sao hắn ta lại tới đây? Ngạo Chi Phàm, là hắn ta. Bố hắn ta là Ngạo Cửu Thiên, cảnh giới thần vương hậu kỳ, chưa ai từng thấy ông ta ra tay. Sư phụ hắn ta là Lãnh Vô Thần, cảnh giới thần vương hậu kỳ, có tài phi đao kinh khủng, giết người trong vô hình. Nghe nói trong cảnh giới thần vương không có địch thủ, trước mặt ông ta không ai dám xưng thần, cho nên còn có biệt danh vô thần. Hơn nữa, anh trai hắn ta là Ngạo Tuyệt, từng ở trong tuyệt địa hắc ám suốt 37 ngày, sáng lập kỷ lục lịch sử duy nhất của vùng đất Nhật Lạc cho tới nay. Kỷ lục của hạng nhì chỉ có 17 ngày. Ngạo Tuyệt hơn kẻ đứng thứ hai đằng đẵng 20 ngày. Mọi người kích động nghị luận. Địa vị của thanh niên trước mắt lớn đến phát sợ. Cong! Trường thương trong tay Ngạo Chi Phàm dừng lại, trái tim ai nấy cũng run lên. Mặt mũi hắn ta tràn đầy kiêu căng khó thuần, dùng giọng nói lạnh như băng ra lệnh cho Diệp Bắc Minh, thằng kia, quỳ xuống, xin lỗi Đỗ tiểu thư. Đùng! Tiếng sấm vang lên, Diệp Bắc Minh sử dụng lôi ảnh trùng trùng. Kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh, chợt lóe rồi biến mất. Gọn gàng dứt khoát. Phụt! Mọi người còn chưa nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện sau lưng Ngạo Chi Phàm. Anh thuận tay thu hồi kiếm đoạn long, không quay đầu lại nhả ra một câu, Chu Hoàng, chúng ta đi. Chu Hoàng nghi hoặc, anh Diệp, hắn ta. Một giây sau, Ngạo Chi Phàm gắt gao che yết hầu, máu tươi vẩy ra. Trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, Ngạo Chi Phàm khẽ nghiêng đầu. Đầu người rơi xuống đất. Á! Chu Hoàng run lên. Cô ta khiếp sợ nhìn theo Diệp Bắc Minh đã cất bước đi, vội vàng đuổi theo. Xung quanh yên lặng, vô số người trừng to mắt, đứng ngây người như pho tượng tại chỗ. Ngạo Chi Phàm, chết rồi. Con mẹ nó. Ngạo Chi Phàm được mệnh danh không thể trêu chọc, cứ thế chết rồi. Trong đám người, mấy vị lão giả cảnh giới thần vương trợn to mắt, kiếm thật nhanh. Giết người càng nhanh, e rằng chúng ta cũng sẽ càng nhanh chết. Một phía khác, thân thể mềm mại của Đỗ Băng Nhược lạnh ngắt. Cô ta cuối cùng cũng biết vừa rồi Diệp Bắc Minh không hề nói đùa. Nhìn theo hướng Diệp Bắc Minh rời đi, cô ta lẩm bẩm, sát phạt quả quyết, thực lực nghịch thiên, y thuật còn nghịch thiên hơn. Rốt cuộc là yêu nghiệt đi ra từ chỗ nào vậy? Một lát sau, đôi mắt Đỗ Băng Nhược đông lại, mặc kệ anh ta đến từ đâu, loại yêu nghiệt như này bước vào vùng đất Nhật Lạc. Màu trời sắp thay đổi rồi. Tin tức từ vùng đất Nhật Lạc truyền đến nhà họ Lăng với tốc độ nhanh nhất. Một bức chân dung của Diệp Bắc Minh được đặt lên trên bàn. Lăng Thăng Long đột ngột ngẩng đầu,
dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn người đang quỳ dưới đất bẩm báo, tất cả người của nhà họ Lăng tại vùng đất Nhật Lạc đều bị giết. Còn có người rời khỏi vùng đất Nhật Lạc, chỉ để đuổi giết người nhà họ Lăng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Biết rõ ràng mọi chuyện. Ngọn lửa căm giận ngút trời dâng lên trong lòng. Ông ta gầm lên giận dữ, Diệp Bắc Minh. Nhà họ Lăng ta từ thời thượng cổ đến giờ nào từng chịu nhục nhã nhường này. Mày giết đứa cháu Lăng Thiên của tao, còn dám làm nhục nhà họ Lăng như vậy. Vù. Đôi mắt lão giả đông lạnh, nhìn chòng chọc vào chân dung Diệp Bắc Minh trên mặt bàn. Người quỳ dưới đất run rẩy nói tiếp, còn một chuyện nữa, Diệp Bắc Minh kia vừa tiến vào vùng đất Nhật Lạc. Đã nhục nhã Đỗ Băng Nhược, còn giết Ngạo Chi Phàm. Khuôn mặt già nua của Lăng Thăng Long biến sắc, cậu nói cái gì? Thằng này thật sự dám làm như vậy, cậu chắc chắn tin tức này là thật. Cậu cũng biết dám lừa gạt lão phu là kết cục gì chứ? Hơi thở chết chóc lạnh như băng bao phủ người kia. Người quỳ dưới đất dập đầu, lão tổ, chính xác 100%. Bỗng nhiên, giọng nói của một cô gái truyền đến, chuyện gì khiến ông cố tức giận như vậy? Một giây sau, một cô gái mặc váy lam mỉm cười đi vào trong sảnh lớn. Đằng sau còn có một cô gái khác cực kỳ xinh đẹp, nhưng biểu cảm hơi nhút nhát đi theo. Thấy cô gái mặc váy lam, sắc mặt Lăng Thăng Long tạm hòa hoãn hơn chút, cháu về rồi, nhiệm vụ hoàn thành như thế nào? Lăng Yên khẽ cười, không làm nhục sứ mệnh, cô ta chính là người mà ông cố muốn tìm. Cô ta tên là Lăng Vận Nhi, đến từ một vùng đất nông thôn gọi là địa bàn Côn Luân. Ông cố, tại sao loại địa phương khỉ ho cò gáy kia lại có huyết mạch của nhà họ Lăng chúng ta chứ? Lăng Thăng Long lắc đầu, nơi nào không quan trọng, cháu xác định cô ta có thể. Lăng Yên lấy ra một cái khay ngọc khắc đầy phù văn, đặt trước người Lăng Vận Nhi. Khay ngọc lập tức sáng lên, phù văn lấp lóe. Ánh sáng màu lam chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Lăng Vận Nhi. Lăng Thăng Long vui mừng, chính là cô ta. Là cô ta. Lăng Yên cười gật đầu, ông cố, nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành, cháu đi tìm Tiểu Thiên chơi đây. Cô ta xoay người rời đi. Lăng Thăng Long có chút bi thương, Yên Nhi, cháu không cần đi nữa, Tiểu Thiên sẽ không thể chơi đùa với cháu được nữa rồi. Sao vậy? Lăng Yên quay đầu, có một dự cảm không tốt. Thiên Nhi chết rồi. Chỉ mới bốn chữ ngắn ngủi đã khiến ý cười trên gương mặt xinh đẹp của Lăng Yên biến mất. Thay vào đó phẫn nộ, phát cuồng. Trong đôi mắt đẹp của cô ta lập tức tràn ngập tơ máu, trong mắt lồi ra, gào thét, là ai? Là ai giết em trai cháu? Lăng Thăng Long lạnh lùng phun ra một cái tên, cậu ta tên là Diệp Bắc Minh, lão phu cũng không biết tên nhóc này xuất hiện từ chỗ nào. Gần đây cậu ta đã gây ra chấn động lớn ở vùng đất Nhật Lạc, còn có một thân phận khác, là chủ nhân của Thanh Huyền Tông. A, à, Lăng Vận Nhi nghe được tên của Diệp Bắc Minh thì kinh ngạc hô lên một tiếng, bịt chặt cái miệng nhỏ. Đồng thời, cô ta cũng phát hiện ra trên mặt bàn của Lăng Thăng Long có ảnh của Diệp Bắc Minh. Đúng là người mà cô ta mong nhớ ngày đêm. Vèo, vèo. Hai ánh mắt rơi lên trên người Lăng Vận Nhi, cô biết anh ta sao? Lăng Yên hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vận Nhi. Lăng Vận Nhi hốt hoảng lắc đầu, không, không biết. Tôi chỉ nhìn dáng vẻ chị Lăng Yên nổi điên, cho nên bị hù dọa. Ý lạnh trong mắt Lăng Yên tiêu tán ba phần. Lăng Thăng Long cũng không suy nghĩ nhiều. Một cô nhóc mới đưa từ bên ngoài về, làm sao có thể biết Diệp Bắc Minh kia được chứ? Nếu quen biết thật thì cũng quá trùng hợp. Không nghĩ nhiều nữa, Lăng Thăng Long nói lại chuyện ở vùng đất Nhật Lạc một lần. Ông ta còn bổ sung một câu, hình như cậu ta đang đi tìm quả thần hỏa tang. Nhưng mà thứ đó đã biến mất mấy ngàn năm, làm sao có thể tìm được? Lăng Yên tức giận đến mức cả người run rẩy, Diệp Bắc Minh. Anh thật đáng chết. Chẳng những giết em trai tôi, còn treo thưởng giết người nhà họ Lăng. Anh chết muôn lần cũng không có gì đáng tiếc. Ông cố, cháu muốn anh ta phải chết. Lăng Yên suýt nữa cắn nát hàm răng. Lăng Thăng Long nhìn Lăng Yên, trong tay tên nhóc này có một thứ tên là Lôi Bạo Châu, vật này có uy lực cực lớn. Có thể giết cảnh giới thần vương trong nháy mắt, cho dù là lão phu tự mình a tay cũng không dám cứng đối cứng. Lăng Yên cười lạnh một tiếng. Không phải anh ta muốn quả thần hỏa tang sao? Chúng ta sẽ cho anh ta quả thần hỏa tang. Lăng Thăng Long nhướng mày, trong bảo khố của nhà họ Lăng không có vật này. Lăng Yên phát ra một tiếng cười làm người ta sợ hãi, ha ha ha, ông cố,
nhà họ Lăng chúng ta không có quả thần hỏa tang. Thế nhưng Diệp Bắc Minh không biết. Chỉ cần chúng ta truyền tin tức quả thần hỏa tang xuất hiện trong tuyệt địa hắc ám. Ông nói xem Diệp Bắc Minh có đến đó hay không. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, anh ta còn có cơ hội sử dụng lôi bạo châu sao. Vùng đất Nhật Lạc vốn có ý nghĩa là, nơi mặt trời rơi xuống. Sau khi cây thần hỏa tang chết, vùng đất Nhật Lạc mới rơi vào một vùng tăm tối. Lấy tường thành cổ xưa làm giới hạn, ánh nắng căn bản không có cách nào chiếu vào. Tuyệt địa hắc ám là nơi cây thần hỏa tang sinh trưởng, sau khi cây thần hỏa tang khô héo đã hoàn toàn biến thành một tuyệt địa. Được, nếu đã như vậy, cứ làm theo lời cháu nói đi. Lăng Thăng Long chắp hai tay sau lưng, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Lăng Yên đè thấp giọng xuống, ông cố, kế hoạch của cháu là. Một bên, Lăng Vận Nhi sợ hãi cúi đầu. Nghe kế hoạch của Lăng Thăng Long và Lăng Yên. Thân thể cô ta không ngừng run rẩy, trong lòng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Diệp Bắc Minh, anh Diệp, làm sao bây giờ? Bọn họ muốn giết anh Diệp. Nhỡ may kế hoạch của bọn họ thành công, anh Diệp chẳng phải là chết chắc rồi sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lăng Vận Nhi đỏ lên, không được. Anh Diệp không thể chết được. Bóng dáng của Diệp Bắc Minh đã sớm in dấu thật sâu ở trong đầu của cô ta. Hai người thương lượng xong xuôi. Lăng Yên lạnh lùng nói, tại sao cô vẫn còn khóc? Vẫn còn run rẩy. Hả? Lăng Vận Nhi ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối. Sau đó lập tức bị cô ta giấu đi, vội vàng giải thích, chị Lăng Yên, tôi đang buồn bã vì người nhà họ Lăng. Khóc vì em trai chị Lăng Thiên. Về phần run rẩy là vì hận tên Diệp Bắc Minh kia đến phát run. Người này quá đáng ghét. Lăng Vận Nhi giả vờ vô cùng căm hận. Sắc mặt Lăng Yên dừng một chút, cô rất không tệ. Lăng Vận Nhi nhân cơ hội này mà nói ra, chị Yên Nhi, có thể dẫn tôi đi cùng không? Tôi muốn tận mắt nhìn Diệp Bắc Minh chết. Được thôi, hiếm khi thấy cô to gan, nếu vậy tôi sẽ dẫn cô đi xem một chút, Lăng Yên gật đầu. Sau đó cô ta quay người nhìn về phía Lăng Thăng Long, ông cố, bây giờ cháu sẽ đi liên hệ đám người Ngạo Cửu Thiên, Lãnh Vô Thần, Ngạo Tuyệt. Lại thêm lực lượng nhà họ Lăng chúng ta, cho dù anh ta có 100 viên lôi bạo châu đi nữa. Chắc chắn tên Diệp Bắc Minh này sẽ phải chết, ai đến cũng không cứu được anh ta. Được. Lăng Thăng Long gật đầu. Trong đôi mắt ông ta bắn ra một tia sáng. Bức ảnh của Diệp Bắc Minh và cái bàn hóa thành một đống bột phấn. Lăng Vận Nhi cắn chặt đôi môi đỏ, trong lòng thề, anh Diệp, Vận Nhi sẽ không để anh chết đâu. Diệp Bắc Minh dẫn Chu Hoàng tới một khách sạn chuẩn bị ở lại. Ông chủ khách sạn vội vàng sơ tán tất cả khách khứa, cậu Diệp, từ giờ trở đi cậu muốn ở bao lâu cũng được. Cũng không cần tốn bất kỳ đồng tiền nào, cậu có yêu cầu gì cứ nói với tôi là được. Nhất định tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn cậu. Nói xong liền bảo Lễ Tân đưa Diệp Bắc Minh đến căn phòng tốt nhất. Diệp Bắc Minh mở miệng, chờ một chút. Ông chủ khách sạn cung kính hỏi, cậu Diệp có gì muốn phân phó? Diệp Bắc Minh nhíu mày, tôi và ông vốn không quen biết, ông có mục đích gì? Ông ta không có mục đích gì cả. Một giọng nói truyền đến, Đỗ Băng Nhược dẫn cổ lão đi vào khách sạn, còn không mau quỳ xuống. Cổ lão chẳng chịt vết thương, mặt xám như cho quỳ dạp xuống đất, cậu Diệp, cổ cư nhân biết sai rồi. Tôi nguyện tự cắt đứt một tay. Cầu xin cậu Diệp tha thứ. Sau đó ông ta cầm lấy một thanh đao gãy, lưu loát chém rụng một cánh tay. Đỗ Băng Nhược tiến lên, anh Diệp, tôi rất xin lỗi anh, lời mà cổ cư nhân truyền lại căn bản không phải ý của tôi. Tôi chỉ muốn mời anh đến nhà họ Đỗ làm khách, nếu anh từ chối, chúng tôi tuyệt đối sẽ không cưỡng ép. Là cổ cư nhân mượn lực lượng của nhà họ Đỗ, mới nói ra mấy lời đó với anh. Băng Nhược ở đây xin lỗi anh. Cô ta khẽ khom người, vô cùng chân thành tha thiết. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, vào lúc tôi ra tay với ông ta, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Diệp Bắc Minh tôi không phải người thù dai. Người có thù oán với anh sẽ trả lại ngay tại chỗ. Cổ cư nhân nghe thấy lời này thì suýt nữa phun ra một ngụm máu. Mẹ nó sao không nói sớm. Cánh tay của lão phu. Đỗ Băng Nhược sững sờ, có chút vui vẻ, anh Diệp không trách tội tôi ư. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô có tội gì? Đỗ Băng Nhược cười khúc khích, vui vẻ như một đứa trẻ. Cô ta liên tục gật đầu, tốt, tốt, tốt. Cảm ơn anh Diệp. Nếu như để những người đàn ông khác ở vùng đất Nhật Lạc nhìn thấy,
nhất định sẽ ghen ghét đến chết. Đỗ Băng Nhược đã bao giờ mỉm cười như vậy đâu. Chu Hoàng có chút buồn bực, vội vàng xen vào, anh Diệp, chúng ta đi đường 5 ngày rồi, chắc anh cũng đã mệt mỏi rồi đúng không? Tôi sẽ hầu hạ anh nghỉ ngơi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, không cần, tự tôi đi nghỉ ngơi là được. Anh bảo người ta dẫn mình về phòng. Chỉ còn lại mấy người Chu Hoàng và Đỗ Băng Nhược ở lại tại chỗ. Đỗ Băng Nhược mỉm cười, cô Chu Hoàng, tôi biết cô là con gái của gia chủ nhà họ Chu gia tộc Thượng Cổ. Tôi rất hiếu kỳ, cô và anh Diệp có quan hệ gì? Chu Hoàng cười lạnh một tiếng, hừ, cô nam quả nữ đi cùng với nhau, quan hệ thế nào cô không nhìn ra được sao? Hai người, là quan hệ người yêu. Đôi mắt đẹp của Đỗ Băng Nhược khẽ nhúc nhích, vậy vì sao cô vẫn gọi anh ấy là anh Diệp? Có liên quan gì tới cô? Chu Hoàng lười giải thích, để Đỗ Băng Nhược hiểu lầm càng tốt hơn. Cô ta đi thẳng đến phòng của Diệp Bắc Minh. Đỗ Băng Nhược chớp chớp mắt, cổ lão, cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội. Vâng, tiểu thư. Cổ cư nhân liền vội vàng gật đầu. Nhìn chằm chằm phòng của bọn họ, xem có phải tối nay bọn họ ở cùng với nhau không. Đỗ Băng Nhược quay người rời đi. Rõ. Trong phòng, Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng. Chăn thiên tàm ti, giường gỗ lim. Dụng cụ bằng đồng cổ, còn có tranh chữ của danh nhân. Đây là một căn phòng lớn có tổng cộng 3 phòng nhỏ. Bố trí cực kỳ có phong cách. Điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là Chu Hoàng đột nhiên bưng một chậu nước nóng đi tới. Anh Diệp, mấy ngày đi đường anh mệt lắm rồi đúng không? Tôi lấy nước nóng rửa chân cho anh nhé. Diệp Bắc Minh có chút choáng váng, cô Chu có thân phận tôn quý, vì sao lại muốn làm loại chuyện này? Chu Hoàng chân thành nói, anh Diệp chữa khỏi thương thế cho bố tôi, có thể nói là có ơn cứu mạng với gia đình chúng tôi. Diệp Bắc Minh có chút do dự, chuyện này. Chu Hoàng vội vàng giải thích, tôi không có ý gì khác, khi còn bé tôi cũng từng rửa chân cho bố rồi. Rửa chân cho bố? Cô coi tôi là bố cô sao? Chu Hoàng cũng phát hiện ra câu nói này có vấn đề. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Cô ta vội vàng giải thích, anh Diệp, tôi không có ý đó. Tôi không coi anh thành bố mình, chỉ là, tôi chỉ muốn báo đáp anh đã cứu bố tôi, cho nên mới. Chu Hoàng càng nói càng gấp, cuối cùng còn biến thành nói lắp. Cô ta gấp gáp dậm chân, tôi, ai nha, dù sao không phải có ý đó. Được rồi, cô không cần giải thích. Diệp Bắc Minh duỗi hai chân ra, ngồi ở trên giường, cô cứ tùy ý. Ừm. Chu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ hơn. Diệp Bắc Minh thì nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào tầng 20 của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Mở tầng 21 ra. Anh quát nhẹ một tiếng. Trên bậc thang, một cánh cửa mở ra ầm ầm. Diệp Bắc Minh tiến vào bên trong. Lúc này, Chu Hoàng cởi bỏ vớ giày của Diệp Bắc Minh ra. Một đôi chân đàn ông đập vào mắt. Nhịp tim của Chu Hoàng đột nhiên tăng tốc, hai bàn tay mềm mại nắm lấy chân Diệp Bắc Minh. Gương mặt xinh đẹp nóng lên, giọng nói nhỏ như muỗi, anh Diệp, tôi bắt đầu đây. Diệp Bắc Minh không trả lời. Chu Hoàng cúi đầu, để hai chân Diệp Bắc Minh vào trong chậu nước nóng. Sau đó cẩn thận lau chùi. Thế mà cô ta không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Còn rửa mỗi một chỗ vô cùng cẩn thận. Cùng lúc đó, trên tầng 21 trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, Diệp Bắc Minh nhìn mặt bàn nhỏ phía trước, ngoá. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông đúng là càng ngày càng keo kiệt. Trước kia ít ra còn cho một bản võ kỹ, thế mà lần này chỉ có một tờ giấy. Trên tầng 21 chỉ có một mặt phẳng nhỏ. Trên đó chỉ có một trang giấy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ lạnh một tiếng, cậu tự xem trước xem trên giấy viết cái gì đi rồi hắn nói, nó không hề kém hơn một bản võ kỹ cấp thánh đâu. Ồ, Diệp Bắc Minh lập tức hứng thú. Anh cầm lên xem xét, con người lập tức co rụt lại, a. Phương pháp luyện chế lôi bạo châu. Diệp Bắc Minh vô cùng kích động, phần thưởng này cũng quá lớn đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kiêu ngạo nói, còn cảm thấy bản tháp hẹp hòi sao. Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh cười to, rất hào phóng. Anh tiếp tục tiến vào tầng thứ 22. Trên mặt phẳng nhỏ phía trước, một bản võ kỹ xuất hiện ở trước mắt anh. Anh cầm lên xem xét, ảnh thuấn. Võ kỹ cấp phương. Như hình với bóng, tốc độ như bóng. So sánh với tốc độ của lôi ảnh trùng trùng thì như thế nào?
Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười một tiếng, lôi ảnh trùng trùng gây ra động tĩnh quá lớn, mỗi lần sử dụng đều có lôi điện xuất hiện. Ảnh thuấn lại khác. Là sao? Diệp Bắc Minh hiếu kỳ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích với cậu thế này đi, con người có bóng đúng không? Chỉ cần cậu có động tác gì, cái bóng của cậu sẽ gần như đồng thời làm ra động tác như thế. Ảnh thuấn chính là như thế, lúc cậu sử dụng ảnh thuấn sẽ có được tốc độ giống cái bóng. Diệp Bắc Minh gật đầu, cũng không tệ lắm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tức giận nói ra, nhóc con, cái này mà là cũng không tệ lắm. Ảnh thuấn có thể tiêu diệt 99% thân pháp ở đại lục chân võ. Nhóc con, cậu được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Diệp Bắc Minh cười nói, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tôi cảm thấy ông đã thay đổi rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sững sờ, tôi thay đổi. Không sai. Diệp Bắc Minh gật đầu, ban đầu lúc quen biết ông, giọng điệu của ông giống y như một cái máy vậy. Về sau, giọng điệu của ông đã bắt đầu có dao động. Bây giờ đã biết vui sướng giận buồn, đơn giản là giống y như một người sống vậy. Nếu như không phải tôi biết ông là Tháp Linh, chắc chắn tôi sẽ cho rằng ông là một người sống sờ sờ đang đối thoại cùng tôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc. Không trả lời. Sau một lát vẫn không có âm thanh gì. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, ông làm sao cậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thở dài một tiếng, có đôi khi có tính người chưa chắc đã là chuyện tốt. Tôi lại hy vọng tôi mãi mãi chỉ là một Tháp Linh. Diệp Bắc Minh nhíu mày, có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười một tiếng, đợi đến khi cậu hoàn toàn tiến vào top 10 ký chủ các đời của bản tháp rồi nói sau. Bây giờ cậu mới chỉ xếp thứ 28 trong bảng xếp hạng tố chất tổng hợp của ký chủ các đời của bản tháp, không đáng kể chút nào. Diệp Bắc Minh nhíu chặt mày lại, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Đương nhiên là chưa đủ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẳng định, tôi có thể nói cho cậu biết, chỉ có người nằm trong top 10 ký chủ các đời của bản tháp. Mới có một chút tư cách tiếp xúc với bản nguyên thế giới. Nếu như cậu không có cách nào tiến vào top 10, tôi cho cậu biết quá nhiều thứ như thế, cậu cũng không thể hiểu được. Lần này đến lượt Diệp Bắc Minh trầm mặc. Anh cho là anh đã đủ nghịch thiên rồi. Không nghĩ tới thế mà còn có 27 người nữa còn nghịch thiên hơn anh sao? Diệp Bắc Minh hỏi, ký chủ xếp hạng nhất trong lịch sử thì sao? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có chút thê lương, người đó. Đó là một người từ rất xa xưa, chúng tôi đã từng là đồng bạn tốt nhất. Cũng là người đó sáng tạo ra tôi, chỉ tiếc người đó cũng thất bại. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, thất bại cái gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không chịu nhiều lời, bây giờ nói với cậu những thứ vô dụng này, cậu sẽ không hiểu được. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ, tiến vào tầng thứ 23. Anh Diệp, đã rửa xong rồi. Chu Hoàng lau sạch chân của Diệp Bắc Minh, tất của anh bị rách rồi, tôi khâu lại cho anh nhé. Anh không nói lời nào, tôi sẽ coi như là anh đã đồng ý rồi nha. Chu Hoàng nhanh chóng cầm tất của Diệp Bắc Minh đi ra ngoài. Sau đó ôm chặt vào trong lòng giống như một tên trộm, trái tim nhỏ cuồng loạn đập thình thịch. Sau một lát, nhìn thấy Diệp Bắc Minh không đuổi theo, Chu Hoàng mới thở dài một hơi. Cô ta cúi đầu nhìn chiếc tất trong lòng. Mùi hương trên người Diệp Bắc Minh truyền đến. Hai chân cô ta như nhũn ra. Gương mặt xinh đẹp của cô ta càng ngày càng nóng bỏng. Trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết. Cô ta cắn răng một cái, nhét chiếc tất vào trong quần áo. Ưng tương đương. Tầng thứ 23 của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Dị hỏa quyết, đẳng cấp, không. Anh lật ra xem xét, bên trong lại là chọn bộ cách sử dụng dị hỏa. Lửa có thể hóa thành ma thú, cắn nuốt tất cả. Lửa có thể hóa thành kiếm sắc, chém giết kẻ địch. Lửa có thể hóa thành ngân châm, trị bệnh cứu người. Lửa có thể. Diệp Bắc Minh xem ghi chép trong sách, con người điên cuồng co vào. Trong lòng của anh bị chấn động mạnh. Đây là thứ anh học được từ sư phụ thứ 99. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh dường như đã hiểu ra, cứ như là ngộ được vậy. Sau khi anh xem xong liền khép dị hỏa quyết lại, không ngờ thế mà lửa còn có nhiều tác dụng như vậy. Hóa thành ma thú, hóa thành kiếm sắc, hóa thành ngân châm. Diệp Bắc Minh thu hồi dị hỏa quyết, trong mắt bộc phát ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Anh nhìn về phía tầng thứ 24, còn có điều bất ngờ gì đang chờ tôi đây? Anh bước ra một bước, đi đến trước cổng chính vào tầng 24. Đẩy cửa vào.
trong tầng 24 toàn là hỗn độn. Không có mặt phẳng gì cả, càng không có mấy thứ như bí tịch. Chỉ có một tấm bia đá vô cùng cổ xưa. Phía trên khắc lít nha lít nhít mấy chục ngàn chữ. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nặng nề, ánh mắt lướt qua, phủ văn chân dài. Bấy giờ, Diệp Bắc Minh cảm giác trước mắt mình như có một cánh cổng lớn nhất từ trước tới nay đang mở rộng. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chợt vang lên, cậu là võ giả cấp thấp tiến đến lĩnh vực cao võ, cũng nên tìm hiểu một số phù văn. Diệp Bắc Minh cực kỳ thông minh, tôi từng tiếp xúc với kết giới và nhẫn chứa không gian. Cả những thông tin trong ngọc bội nữa, nó đều liên quan đến phù văn phải không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khen từ tận đáy lòng, không sai. Cậu thật sự rất thông minh. Nhưng những thứ đó chỉ là phù văn cơ bản nhất, phù văn chân chính sẽ ẩn chứa thứ sức mạnh thuần túy và căn nguyên nhất của thế giới. Cậu tự lĩnh ngộ đi, tin chắc với chỉ số thông minh của cậu thì không cần tôi phải nhiều lời. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm bia đá cổ xưa kia. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Diệp Bắc Minh vẫn còn nhìn bia đá. 5 tiếng đồng hồ sau, Diệp Bắc Minh hít một hơi thật sâu. Con người đỏ bừng trở lại bình thường, xem xong rồi, sức mạnh của phù văn đúng là mạnh mẽ thật. Nếu như nói võ giả là vũ khí lạnh, thì cao võ chính là vũ khí súng ống như thời hiện đại. Sức mạnh của phù văn, quả thật không khác gì phản ứng hạt nhân. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngơ ngác, danh con mẹ nó cậu lại học được rồi hả? Học được rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Má nó. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hết sức kinh ngạc, học được bao nhiêu? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, toàn bộ. Phụt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, không thể nào, chắc chắn là không thể. Danh con này chắc chắn đang lừa mình, túc chủ mạnh nhất cũng phải mày mò cả ngày mới học hiểu hết phù văn. Cậu con mẹ nó dựa vào cái gì mà mới học có 5 tiếng đã hiểu được hết? Giả, chắc chắn là giả. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phát điên lên được. Có thể thấy, điều này đã kích thích cái tháp kia nhiều đến mức nào. Diệp Bắc Minh chỉ cười không nói. Con người chợt lóe lên hào quang. Phương pháp chế tạo lôi bạo châu, ảnh thuấn, dị hỏa quyết, phù văn chân giải. Lần này thăng cấp, thu hoạch quá lớn rồi. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, bước vào tầng thứ 10. Lĩnh vực thời gian. Tiến vào trong. Trực tiếp gọi ra hình nộm. Bắt đầu luyện tập. Ảnh thuấn. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, cả người nhanh chóng biến mất ở đó, xuất hiện cách đó cả 100 mét. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy chục lần. Dị hỏa quyết. Một đốm lửa hiện lên trong lòng bàn tay, hóa thành chân long cho ta. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, dị hỏa bắt đầu run lên, biến hóa. Ban đầu, dị hỏa chỉ có thể hóa thành một hình dạng dài. 15 phút sau đó, thì bắt đầu biến hóa. Sau nửa tiếng, một tổ long được hóa thành từ lửa phần thiên xuất hiện trước mắt, oai phong lẫm liệt bên trong lĩnh vực thời gian. Má nó, cậu lại học được rồi hả? Cái tốc độ này. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thốt lên. Xoẹt. Một giây sau đó, lửa phần thiên tiếp tục biến hóa, hình thành dáng vẻ của kiếm đoạn long, một kiếm chém ra. Kiếm khí khủng bố bùng lên trong lĩnh vực thời gian, hình nộm cũng lặng lẽ nổ tung. Diệp Bắc Minh tiếp tục điều khiển ngọn lửa. Hóa thành ngân châm, từ một đốm lửa ngưng tụ mà thành. Dùng nó để châm cứu thì hiệu quả có tương tự như dùng ngân châm không nhỉ, Diệp Bắc Minh tự nhủ. Trong phòng, Chu Hoàng đẩy cửa vào, anh Diệp, vớ của anh đã được sửa xong rồi, để tôi tắm rửa cho anh. Mặt cô ta ửng hồng, cơ thể cứ lâng lâng. Nhớ tới những chuyện mình làm với vớ của Diệp Bắc Minh lúc nãy, cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng lên. Anh Diệp đang ngồi thiền hả? Chu Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, một khi võ giả nhập định rồi sẽ rất khó tỉnh lại, nếu lúc này mình. Nghĩ tới một số hình ảnh. Tim Chu Hoàng bỗng chốc đập nhanh. Con tim đó đập như xe mất phanh. Cô ta tới gần Diệp Bắc Minh, nhìn chằm chằm gương mặt khiến cô ta hít thở không thông kia. Những đường nét đó sắc bén như dao. Chu Hoàng giơ tay, sờ mặt Diệp Bắc Minh. Cô làm gì thế? Con người Diệp Bắc Minh chưa mở ra. Chu Hoàng hoảng sợ, a, anh Diệp, tôi thấy mặt anh bị bẩn nên định rửa mặt cho anh ấy mà. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, không cần, cô ra ngoài trước đi. Chu Hoàng chật vật chạy ra khỏi phòng,
đúng lúc trông thấy Đỗ Băng Nhược và Cổ Cư Nhân đang đi tới. Sáng sớm, Chu Hoàng lại từ phòng Diệp Bắc Minh đi ra. Mặt mũi ửng đỏ, quần áo cũng không được ngay ngắn. Đỗ Băng Nhược lập tức hiểu ra được quan hệ của hai người, cô Chu, mong cô báo một tiếng, chúng tôi đã tìm được tin tức của Hỏa Tang Thần Thụ. Cái gì, được. Chu Hoàng không dám chậm trễ, biết chuyện Hỏa Tang Thần Thụ cực kỳ quan trọng đối với Diệp Bắc Minh. Gõ cửa vào phòng, anh Diệp, cô Đỗ vừa báo có tin tức của Hỏa Tang Thần Thụ rồi ạ. Diệp Bắc Minh trực tiếp đứng dậy, mời cô ấy vào. Đỗ Băng Nhược vào phòng, không nói những lời dư thừa, anh Diệp, tuy chúng tôi không có được thần quả hỏa tang như anh muốn, nhưng đã tìm thấy chút manh mối. Chỉ mới nửa tiếng trước, người nhà họ Đỗ đã phát hiện ra vật này. Tay Ngọc vừa lật qua. Một cái lá màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cô ta. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm túc. Sức mạnh của thuộc tính hỏa bỗng ập thẳng vào mặt anh. Chỉ là chiếc lá to bằng một bàn tay, mà sức mạnh của thuộc tính hỏa lại nồng đậm đến vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, đây là lá của Hỏa Tang Thần Thụ hả? Chính xác là nó, quan sát phần gãy của lá thì có lẽ nó chỉ mới được hái xuống mà thôi. Nhận được câu trả lời khẳng định. Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi, cô Đỗ, thứ đó từ đâu mà ra vậy? Thấy Diệp Bắc Minh xúc động như thế. Đỗ Băng Nhược khá là kinh ngạc, anh Diệp, tuy Hỏa Tang Thần Thụ rất khó tìm, nhưng nói về thần quả. Anh chỉ cần thần quả thôi thì ở vùng đất Nhật Lạc này, tôi có thể tìm ra cho anh 7, 8 quả. Sao anh lại quan tâm đến thần quả hỏa tang như thế? Diệp Bắc Minh lắc đầu, xin lỗi, tôi không thể trả lời được. Đỗ Băng Nhược bất đắc dĩ, được rồi, nếu anh Diệp không nói thì tôi cũng không ép làm gì. Lá của thần thụ hỏa tang đến từ tuyệt địa hắc ám. Diệp Bắc Minh nhíu mày, tuyệt địa hắc ám. 3 tiếng sau, bên ngoài tuyệt địa hắc ám, bầu không khí hết sức trầm lắng. Đỗ Băng Nhược chỉ về phía trước, anh Diệp, nơi này chính là tuyệt địa hắc ám. Thần thụ hỏa tang từng mọc ở đây, chiếc lá đó cũng được người nhà họ Đỗ mang từ nơi này về. Thế nhưng sau khi thần thụ hỏa tang chết đi, nơi này đã biến thành vùng đất chết. Ma thú bên trong cũng đã phát sinh biến dị, cực kỳ nguy. Đỗ Băng Nhược còn chưa giải thích xong. Diệp Bắc Minh đã đi tới, tiến vào trong tuyệt địa hắc ám. Chu Hoàng theo sát ngay phía sau. Đỗ Băng Nhược hoảng sợ. Anh Diệp, anh đừng, chờ tôi với. Nguy hiểm. Dù cô ta la hét thế nào thì Diệp Bắc Minh cũng đã biến mất trong tầm mắt. Đỗ Băng Nhược dậm chân, đi, vào trong. Dẫn theo tất cả mọi người nhà họ Đỗ, tiến vào trong tuyệt địa hắc ám. Diệp Bắc Minh vừa đi được hơn 10 cây số, thì đã thấy một đám võ giả lao tới. Hầu như trong tay họ đều cầm một chiếc lá của thần thụ hỏa tang. Diệp Bắc Minh ngăn bọn họ lại, lá trong tay các người ở đâu ra thế? Bốp! Hơn 10 ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Một người đầu chọc nhe răng cười, danh con, mày là ai? Lá gan cũng lớn. Bốp! Một đấm rung ra, tên đầu chọc kia trực tiếp bay xa, phun một ngụm máu tươi. Xương sườn đã gãy lìa, ghim vào trong tim, vào máu thịt, không còn sống nổi nữa. Cuồng lang! Tên đầu bóng lưỡng đau đớn vặn vẹo vài cái rồi trực tiếp chết đi. Xoẹt! Các võ giả khác hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Âm thanh lạnh như băng vang lên, tôi không muốn hỏi lại lần thứ hai. Mười mấy võ giả không dám nói nhiều lời nữa, thưa anh, chúng được một cơn gió thổi đến. Chúng tôi cũng không biết chúng từ đâu tới. Hai mắt Diệp Bắc Minh khẽ híp lại, đùa giỡn với tôi hả? Luồng sát ý ngập trời thổi tới. Anh cũng lười lắm lời với lũ người này, trực tiếp sử dụng thuật siêu hồn. Cơ thể người đàn ông kia run lên, tất cả mọi thứ trong đầu đều bị Diệp Bắc Minh biết hết. Lá thần thụ hỏa tang trong tay họ thật sự được cơn gió thổi đến. Từng bước lướt qua, nhanh chóng lao ngang qua đám võ giả. Người bị siêu hồn ngồi ở đó, ánh mắt đờ đẫn. Trực tiếp biến thành một tên ngốc. Mọi người hoảng sợ nhìn theo hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Mẹ nó! Thằng danh này rốt cuộc là ai thế? Trông có vẻ rất trẻ, thế mà thủ đoạn lại khủng bố đến thế rồi. Cuồng lang là cảnh giới thánh chủ sơ kỳ, lại bị một cái tát đánh chết. Cũng có người nhìn lướt qua thi thể của cuồng lang. Lúc này, Chu Hoàng mới đuổi tới, cổ ta đổ mồ hôi đầm đìa, hai ngọn núi lớn phập phồng mãi không ngừng. Thở không ra hơi,
lại hét lên, anh Diệp, anh chạy nhanh quá, chờ tôi với. Anh Diệp, mọi người sửng sốt. Một giây sau đó, Diệp Bắc Minh, lập tức đoán được thân phận của Diệp Bắc Minh. Là tên đó, hít. Mọi người hít một hơi thật sâu, tên này mới vừa đến vùng đất Nhật Lạc đã dùng lôi bạo châu giết hơn 100 võ giả đứng đầu, không ngờ lại là tên giết người đó. Cùng lúc đó, sâu bên trong tuyệt địa hắc ám. Bên trong một cái hang với vô vàn núi đá nhỏ rậm rạp và tùm, tất cả đều tối đen như mực, không khác gì những đường hầm tối tăm. Chỉ liếc nhìn một cái đã khiến da đầu con người ta run lên. Gió đen từ trong hang đá nát thổi ra, như tiếng loài dã thú đang gầm giọng rít gào. Hai người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới, quỳ một gối xuống, tiểu thư, Diệp Bắc Minh sắp chạy tới nơi này rồi. Chắc nhiều nhất là nửa tiếng nữa sẽ đến. Lăng Yên khẽ nở nụ cười lạnh như băng, biết rồi. Tiếp tục theo dõi đi. Rõ. Hai người đàn ông trung niên đó nhìn hai bóng người xa xa với ánh mắt đầy e dè, nuốt nước bọt một cái. Nhanh chóng rời đi. Lăng Yên quay đầu, nhìn về phía hai bóng người kia, ngạo tiền bối, lãnh tiền bối, Diệp Bắc Minh sắp đến nơi rồi. Trong tay thằng danh đó có rất nhiều lôi bạo châu, có thể uy hiếp được chúng ta. Nhưng phạm vi hoạt động của lôi bạo châu chỉ chừng 30 mét, chỉ cần hai tiền bối cẩn thận là được. Chỉ cần giết chết Diệp Bắc Minh, xem như nhà họ Lăng thiếu hai tiền bối một món nợ ân tình. Chờ đợi một lúc lâu. Ngạo Cửu Thiên mở to mắt, trong con người đầy tơ máu, giọng nói khàn đặc, ân tình thì không cần nói tới, tôi chỉ muốn Diệp Bắc Minh chết. Lãnh Vô Thần vẫn chưa mở mắt, lão già này chỉ cần kiếm long đồ. Kiếm long đồ. Lăng Yên tái mặt, kiếm long đồ đó nhà họ Lăng muốn. Hửm. Lãnh Vô Thần đột nhiên trợn mắt, Lăng Yên sợ tới mức run run, cô có ý kiến gì hả? Đó là một đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào, tròng mắt trống rỗng. Hay có thể nói, là đôi mắt Lãnh Vô Thần chỉ có tròng trắng, không có con ngươi. A. À, Lăng Vận Nhi sợ tới mức hét lên một tiếng, trốn sau lưng Lăng Yên. Lăng Yên nuốt nước bọt một cái, không dám. Đột nhiên, gào, một tiếng gào thét như đang rít gào vang lên. Ầm, không gian xung quanh chấn động. Gió lớn điên cuồng thổi quét, như đang tấu lên một khúc ca tử vong. Nhìn thấy uy thế khủng bố trước mắt. Vẻ mặt Ngạo Cửu Thiên trở nên nặng nề, thứ bên trong đó ngày càng nóng nảy, chắc nó sẽ không lao ra đây chứ. Con mắt không có đồng tử của Lãnh Vô Thần nhìn sang, quả quyết lắc đầu, không thể nào, thứ đó bị phong ấn không chỉ là mấy năm. Từ khi vùng đất Nhật Lạc này tồn tại nó đã bị phong ấn ở đó rồi, sao mà lao ra ngoài này được? Nói cũng đúng. Ngạo Cửu Thiên thở hắt ra một hơi. Cơ thể mềm mại của Lăng Vận Nhi không nhịn được sợ run, chị Lăng Yên, rốt cuộc dưới lòng đất này có thứ gì thế? Lăng Yên e dè liếc nhìn ma quật một cái, thứ có thể hủy diệt cả vùng đất Nhật Lạc này. Được rồi, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Dạ. Lăng Vận Nhi không dám nhiều lời thêm nữa. Lăng Yên lấy ra một tấm bài vị, châm một nén nhang, cùng một xấp tiền giấy, em trai, chị sẽ đưa Diệp Bắc Minh xuống đó gặp em ngay. Chị sẽ cho em tận mắt nhìn thấy tên khốn đó chết như thế nào. Gương mặt xinh đẹp của Lăng Vận Nhi bên cạnh trắng bệch. Lòng căng thẳng đến cực điểm, anh Diệp, anh đừng tới, anh nhất quyết không được tới. Cùng lúc đó, ở cách chỗ họ 30 cây số, Diệp Bắc Minh đang dùng tốc độ cực nhanh tới gần ma quật. Đột nhiên, tháp càn khôn chấn ngục truyền âm tới, này nhóc, phía trước có nguy hiểm. Diệp Bắc Thần dừng lại, nhận ra rồi, có người mai phục. Tháp càn khôn trần ngục nói, ngoài sáng có hai cảnh giới thần vương hậu kỳ, trong tối có 17 cảnh giới thánh chủ. Tháp tôi đã nhận ra, chắc chắn là nhắm vào cậu. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, giọng nói nghiêm túc, nếu ông dồn hết sức thì có thể giết hết được không? Tháp càn khôn chấn ngục giải thích, cảnh giới thánh chủ thì không thành vấn đề, nhưng cảnh giới thần vương. Dồn hết chân nguyên cậu đang có, cùng lắm cũng chỉ giết chết được một người trong đó. Giết hai người cùng lúc là không thể, chân nguyên của cậu không đủ. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, sao lại như thế? Tôi vừa thăng cấp lên một cảnh giới lớn, cho ông dồn hết sức vẫn không thể giết cả hai cảnh giới thần vương hậu kỳ ư. Tháp càn khôn chấn ngục tức giận phản bác, này nhóc. Cảnh giới thánh cùng với cảnh giới thần vương chỉ chênh nhau một cảnh giới lớn, nhưng chênh lệch là rất nhiều nhé. Có thể sử dụng đến chữ thần thì liệu có thể bình thường được chắc?
cảnh giới thánh chủ đỉnh phong cùng với thần vương mà so ra thì như một đứa trẻ con với một tông sư võ đạo vậy. Căn bản không thể đứng chung một hàng. Hơn nữa, cậu phải nhớ kỹ, không phải là tòa tháp này bất lực, mà là bản thân cậu bất lực. Khóe môi Diệp Bắc Minh giật giật, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, có cần phải xúc động đến thế không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ lạnh, cậu đang sỉ nhục cái tháp này đấy. Diệp Bắc Minh lập tức nói sang chuyện khác, nếu như tôi dùng dị hỏa thì có thể đốt cháy hết họ không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, nói thế cũng nói, dị hỏa và kiếm đoạn long thôi là đủ để giết chết chúng trong giây lát rồi. Nhưng mà cảnh giới thần vương hậu kỳ có tính cảnh giác rất cao, cậu đến gần họ 30 mét thôi là họ đã có thể cảm nhận được nguy cơ rồi. Thế nên, trừ khi tốc độ của cậu vô cùng nghịch thiên, có thể nhanh chóng giết chết hai cảnh giới thần vương hậu kỳ trong chốc lát. Không thì cậu đừng có mà mơ. Gia tăng sức mạnh của bản thân vẫn là cách tốt nhất. Diệp Bắc Minh nói thầm, hồi xưa ông có nói vậy đâu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mà có mắt thì chắc chắn trợn trắng cả tròng, nói, thằng danh nhà cậu vượt cấp giết người giết quen rồi phải không? Nếu cậu cắn nuốt thêm một chút căn nguyên cho cái tháp này thì tôi đã sớm hồi phục được sức mạnh ghê gớm hơn rồi. Tháp nhà tội theo cậu ăn một bữa no hết ba bữa đói rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, tóm lại, muốn vượt cảnh giới giết chết thần vương hậu kỳ là rất khó, vô cùng khó. Hiểu rồi, thế thì tôi dùng chút não vậy. Diệp Bắc Minh nghĩ tới điều gì đó. Lăng Vận Nhi cũng có mặt ở đó, hơi phiền phức. Đột nhiên, gào, tiếng rít gào vang lên. Diệp Bắc Minh bỗng tái mặt, đó là. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng thốt lên, má. Một người một tháp, trăm miệng một lời, tiếng rồng ngâm. Diệp Bắc Minh hoảng hốt, sao lại như thế? Âm thanh đó chính là tiếng rồng ngâm. Hơn nữa nghe không giống tiếng vọng của đồ đằng hay công pháp gì. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trở nên nghiêm trọng, đó là một con rồng sống, nhưng nghe tiếng. Thì hình như, là suy yếu lắm rồi. Chân long sống. Diệp Bắc Minh sợ run hết cả người, vẻ mặt không dám tin. Cả anh cũng phải nuốt nước bọt một cái. Anh là người Long Quốc, rồng chính là biểu tượng của Long Quốc. Sao anh có thể không xúc động? Hơi thở anh trở nên dồn dập, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông nói thật chứ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trở nên nặng nề, ắt hẳn là thật. Má! Diệp Bắc Minh xúc động, đi! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, chờ đã, cậu cứ thế mà chạy qua đó thì có khác gì đi chịu chết đâu. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, lấy mặt nạ ra đeo lên. Lại trùm thêm áo choàng đen, đi về phía ma quật. Ma quật. Lăng Yên đi qua đi lại, mày nhíu chặt lại một chỗ, sao vẫn chưa tới vậy? Chẳng lẽ tên đó phát hiện nguy hiểm rồi? Không đúng, sao mà tên đó biết được? Đột nhiên, bầu trời trên cao, một bóng người nhanh chóng lao tới. Diệp Bắc Minh. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Một bóng người đeo mặt nạ đen, khoác áo choàng đen, cầm trong tay lưỡi hái lao tới. Không phải Diệp Bắc Minh. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, dù là Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần cũng phải lắp bắp kinh hãi. Trên người kẻ này có một luồng khí tử vong dày đặc. Như thể anh vừa đi ra từ địa ngục vậy. Lăng Yên lo lắng người này sẽ phá hỏng kế hoạch của bọn họ nên vội vàng nói, tiền bối, tôi là Lăng Yên của nhà họ Lăng, một gia tộc thượng cổ. Đây là Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần. Chúng tôi ở đây để chuẩn bị làm một chuyện rất quan trọng. Nếu tiền bối không có việc gì quá quan trọng thì có thể rời bước trước được không? Chỉ cần tiền bối sẵn lòng rời đi thì nhà họ Lăng tôi sẽ thiếu tiền bối một ân tình. Diệp Bắc Minh bên dưới mặt nạ mang ánh mắt lạnh lẽo như băng. Nhà họ Lăng. Ha ha. Một giọng nói khàn khàn vang lên, lão già này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đến lượt một con nhóc như cô nói chuyện chắc. Một giây sau đó, thứ uy áp khủng bố ập xuống. Bùm! Hai gối Lăng Yên mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Vẻ mặt Ngạo Cửu Thiên đầy khiếp sợ, thần vương đỉnh phong. Lãnh Vô Thần cũng trở nên căng thẳng, cho hỏi tên tuổi của tiền bối được không ạ? Thần vương đỉnh phong. Cao hơn bọn họ cả một cảnh giới nhỏ. Chắc chắn không thể là một người không tên không tuổi ở vùng đất Nhật Lạc này. Lúc này, một người khác lao đến với tốc độ rất nhanh. Kẻ đó giống Diệp Bắc Minh dưới lớp mặt nạ như đúc, cầm thanh kiếm đoạn long trong tay. Vẻ mặt lạnh như băng. Đó là do hình nộm biến thành.
Lăng Vận Nhi dùng hết sức hét to, anh Diệp, anh mau chạy đi, anh mau chạy đi. Lăng Yên bày ra thiên la địa võng trong này, có cả hai thần vương hậu kỳ, bọn họ muốn giết anh. Chạy đi, anh mau chạy đi. Lăng Yên lạnh lẽo quay đầu lại, đúng là cô có vấn đề. Đưa tay, bóp lấy cổ họng Lăng Vận Nhi, nếu cô không có giá trị sử dụng thì cái cổ này đã bị bóp nát rồi. Giơ chân giẫm lên bụng Lăng Vận Nhi. Với sự điều khiển của Diệp Bắc Minh, hình nộm lên tiếng, buông cô ấy ra, nếu không, chết. Đôi mắt Lăng Yên đỏ bừng, Diệp Bắc Minh, mày giết em trai Lăng Thiên của tao, còn treo thường đuổi giết người nhà họ Lăng, mày mới là kẻ đáng chết nhất. Giết! Hình nộm quát lên một tiếng thật lớn. Sau lưng, màu máu ngập trời. Hình huyết long hiện lên, cầm kiếm đoạn long trong tay giết về phía Lăng Yên. Ánh mắt Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần chợt tối, đang định ra tay. Đột nhiên, âm thanh khàn khàn chợt vang lên. Lão già này có cho phép mày ra tay hửng, chết đi. Diệp Bắc Minh giơ tay đánh vào hình nộm. Bốp, hình nộm hóa thành dáng vẻ của anh nhanh chóng nổ tung, hóa thành một đám mây máu. Biến mất, chỉ còn một thanh kiếm đoạn long rơi dưới đất. Chỉ thế là chết rồi. Lăng Yên, Ngạo Cửu Thiên, Lãnh Vô Thần đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Lăng Vận Nhi khóc đẫm nước mắt, ánh mắt trống rỗng, anh Diệp. Chu Hoàng và nhóm Đỗ Băng Nhược cũng chạy tới ma quật. Nhìn thấy cảnh tượng Diệp Bắc Minh bị một cú chụp nổ tung kia. Trong nháy mắt, cơ thể mềm mại của Chu Hoàng run run, không, không, không đâu. Anh Diệp, anh Diệp. Cô ta phát điên lên mất rồi, đầu óc trống rỗng. Đỗ Băng Nhược đứng yên đó, há miệng, mất hồn thật lâu, anh ta đã chết rồi ư. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm, một thiên tài yêu nghiệt như thế, vậy mà chết rồi. Cổ cư nhân lắc đầu, tiểu thư, mấy năm nay, vùng đất Nhật Lạc đã tiễn đi rất nhiều thiên tài rồi. Hơn nữa, Diệp Bắc Minh này mạnh nhưng cũng không phải là sự mạnh mẽ tuyệt đối. Cũng chỉ dựa vào Lôi Bạo Châu mà thôi, thật sự gặp phải cảnh giới thần vương thì sao anh ta có thể đánh lại. Mất rất lâu sau. Cũng đúng, chúng ta đi thôi. Đỗ Băng Nhược thở dài một hơi, xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh phát ra tiếng người như quái vật. Khà khà khà, đó là kiếm long đồ mà nhỉ. Kiếm này, lão lấy. Tiện tay chộp lấy, cất kiếm đoạn long vào túi. Lãnh Vô Thần há miệng thở dốc, tiền bối, kiếm này. Diệp Bắc Minh cười đầy ẩn ý, ông có hứng thú với thanh kiếm này lắm hả? Nói muốn thì tới đây mà lấy. Lãnh Vô Thần lạnh run, vội vàng lắc đầu, không không không, vãn bối không dám. Không dám thì câm. Diệp Bắc Minh cười lạnh. Lãnh Vô Thần sợ tới mức á khẩu không trả lời được, tức giận nhưng không dám nói, trông hết sức buồn cười. Trong bóng tối, một người đàn ông trung niên mặc giáp chiến hít sâu một hơi, nguy rồi. Tiểu sư đệ của chủ nhân chết. Một lát sau, Chu Hoàng kịp phản ứng lại, cắn răng thôi, người cũng đã chết rồi thì còn giá trị gì nữa. Cô ta lấy một đôi vớ trong nhẫn chữ đồ ra. Trên đó vẫn còn sót lại hơi thở của Diệp Bắc Minh. Sau tối hôm qua, cô ta đã tạo ra một đôi vớ giống hệt đôi của anh vậy. Đôi Diệp Bắc Minh đang mang, là thứ được làm lại. Đôi này, mới là đôi ban đầu. Nhìn giọt nước trên tất. Vẻ mặt Chu Hoàng hiện lên vẻ tức giận, sao mình lại làm những chuyện thế này? Đúng là điên rồi. Từ giờ trở đi, sẽ không có ai biết chuyện này. Cô ta dùng chân khí ngưng tụ thành một ngọn lửa. Vớ đã bốc cháy, hóa thành một đống tro tàn. Một giây sau, Chu Hoàng xoay người, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lăng Vận Nhi kêu thảm một tiếng, con người đỏ bừng, a, à, ông giết anh Diệp, là ông giết anh Diệp. Tôi phải báo thù cho anh ấy. Cô ấy đứng dậy khỏi mặt đất, trở tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm dài. Đâm tới Diệp Bắc Minh. Lăng Yên sợ tới mức gầm lên, Lăng Vận Nhi, mẹ nó cô điên rồi hả? Cô lại dám ra tay với tiền bối ư? Dừng tay lại cho tôi. Đang định ngăn cản Lăng Vận Nhi. Hửm. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Bắc Minh đã đảo qua. Lăng Yên sợ tới mức dừng tay. Diệp Bắc Minh lại cười lớn một tiếng. Cô muốn báo thù cho tên đó hả? Hơi thở chết chóc bao trùm lấy Lăng Vận Nhi. Cơ thể mềm mại của cô ấy run run. Cắn chặt răng. Tuyệt vọng nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp chết rồi. Tôi phải báo thù cho anh ấy. Diệp Bắc Minh nhe răng cười một tiếng, cô không sợ chết hả?
Con người Lăng Vận Nhi đỏ bừng, dù có phải đánh đổi cả mạng sống cũng chỉ khiến ông mất đi một sợi lông thì tôi cũng phải ra tay. Nhanh chóng vọt tới trước mặt Diệp Bắc Minh, đâm một kiếm. Diệp Bắc Minh cười to, ha ha, cô gái nhỏ này khá thú vị, lão thích. Giơ tay bắt lấy thanh kiếm, dùng sức gập lại. Keng, một tiếng giòn tan, kiếm đã gãy đôi. Ma khí màu đen tuôn trào, bao trùm lấy Lăng Vận Nhi. Lăng Yên nóng nảy, tiền bối, người này có một nhiệm vụ rất quan trọng ở nhà họ Lăng. Nếu tiền bối thích, tôi có thể dẫn đến cho tiền bối 10 người khác, à không, 100 cô gái khác còn hấp dẫn hơn nhiều. Bốp, Diệp Bắc Minh tát một cái, Lăng Yên văng xa mấy trăm mét. Bị thương nặng, suýt chút nữa chết tươi. Âm thanh lạnh như băng vang lên, lão già này đã muốn làm, thì đừng có ý kiến, hiểu chưa? Lăng Yên hoảng sợ run rẩy, tôi biết rồi, tiền bối. Con người dưới lớp mặt nạ của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, nhìn thoáng qua Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần, hai người cùng với 17 thánh chủ trong tối kia cút hết đi. Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần sợ run. Sao người này biết trong tối còn 17 thánh chủ đang mai phục? Lão già này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Rõ, chúng tôi sẽ cút đi ngay. Lăng Yên, Ngạo Cửu Thiên, Lãnh Vô Thần không dám do dự. 17 thánh chủ trong bóng tối đều xuất hiện, cùng nhau cuốn gói rời đi. Một hơi phóng đi hơn 10 dặm mới dừng lại. Lãnh Vô Thần nuốt nước bọt một cái, mẹ nó, lão già đó là loại gì thế không biết. Sao tôi nhìn vào ánh mắt ông ta lại có cảm giác như đang nhìn thẳng vào mặt thần chết vậy? Ngạo Cửu Thiên cũng gật đầu đồng ý, không sai, cảm giác nguy hiểm và hơi thở đó không phải là giả. Với lại ông có nhìn thấy không? Khi nãy lúc ông ta ra tay, có hơi thở của cả ma tộc. Lãnh Vô Thần hít sâu một hơi, chẳng lẽ là ma thú tu thành hình người? Ngạo Cửu Thiên quay đầu nhìn sang hướng ma quật, đừng đoán nữa, dù sao Diệp Bắc Minh cũng đã chết rồi. Thù của con tôi đã báo, còn việc lão gì kia là ai thì tôi không có hứng thú. Lãnh Vô Thần thở dài một tiếng, chỉ tiếc thanh kiếm long đồ kia thôi. 15 phút sau, bán kính trăm dặm xung quanh không còn một bóng người. Diệp Bắc Minh mới gỡ bỏ giam cầm trên người Lăng Vận Nhi. Lăng Vận Nhi lập tức lấy ra một con dao găm trong nhẫn chữ vật, đâm vào cổ họng Diệp Bắc Minh. Keng! Diệp Bắc Minh bắt được con dao, Vận Nhi, cô giết luôn cả tôi đấy hả? Cơ thể Lăng Vận Nhi chợt run lên, gương mặt tái nhợt bỗng đầy lửa giận. Tôi không cho ông bắt trước giọng của anh Diệp. Bắt trước, tôi mà cũng phải bắt trước hả? Diệp Bắc Minh cười. Tiện tay gỡ mặt nạ. Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. Lăng Vận Nhi ngây người, đôi mắt xinh đẹp trợn trừng, vẻ mặt không dám tin nhìn anh Diệp. Ông là anh Diệp thật hả? Sao lại như thế được? Sao lại như thế được? Xảy ra chuyện gì thế này? Lúc nãy anh Diệp mới bị ông giết mà. Không đúng. Nếu anh Diệp chết rồi thì sao ông lại giống anh ấy như đúc được? Lăng Vận Nhi không thể hiểu nổi. Diệp Bắc Minh cười, chỉ là một số thủ đoạn thôi mà, không tin cô cứ xem. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, hình nộm lại ngưng tụ. Từ hư không xuất hiện trước mặt hai người. Giống hệt với Diệp Bắc Minh. Hai anh Diệp. Lăng Vận Nhi há miệng, chắc có thể nhét cả quả cà rốt vào. Diệp Bắc Minh giơ tay đánh nát hình nộm. Lăng Vận Nhi hét lên, ồ, anh Diệp, thì ra lúc nãy anh chỉ giả chết thôi, đúng là anh rồi. Hu hu hu, làm tôi sợ muốn chết. Lăng Vận Nhi ngay lập tức nhào vào trong ngực Diệp Bắc Minh. Hai tay cô ta ôm cổ anh, hai chân quấn lấy eo anh. Diệp Bắc Minh vỗ nhẹ lên bả vai cô ta, được rồi, giờ không sao. Đột nhiên, gào giống, một tiếng rồng ngâm truyền đến. Trong ma quật, cuồng phong gào thét. Lăng Vận Nhi dọa sợ, không dám buông Diệp Bắc Minh ra. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc, âm thanh này truyền từ dưới đất lên. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, nhìn những hang động sâu không thấy đáy kia, phía dưới này thật sự có một con rồng sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, là thật hay giả, cậu đi xuống xem một lần sẽ biết. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. An ủi Lăng Vận Nhi vài câu, cô ta mới lưu luyến buông tay ra. Diệp Bắc Minh nói ra kế hoạch của mình, anh muốn đi vào trong ma quật. Lăng Vận Nhi vội vàng mở miệng, sợ Diệp Bắc Minh bỏ rơi cô ta, Diệp đại ca, tôi cũng muốn đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, rốt cuộc chính tôi cũng không biết bên dưới có thứ gì.
có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm, một mình tôi xuống dưới còn có thể tự bảo vệ. Nếu như dẫn theo cả cô đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đôi mắt Lăng Vận Nhi đỏ lên, chẳng lẽ Diệp đại ca muốn bỏ lại tôi sao? Vận Nhi sẽ không làm liên lụy đến Diệp đại ca, nếu có nguy hiểm, Diệp đại ca có thể trực tiếp vứt bỏ tôi. Diệp Bắc Minh không nói nhiều nữa. Để cô ta tại đây cũng không thực tế. Anh quay người, nửa ngồi xổm, lên đây đi. Ừm. Lăng Vận Nhi nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nhảy lên lưng Diệp Bắc Minh. Hai khối mềm mại ép xuống. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, quyết đoán nhảy vào trong ma quật. Nhanh chóng rơi xuống. Vù vù vù. Cuồng phong gào thét bên tai. Bọn họ rơi xuống vài trăm mét mới chạm đến nền đất. Đây là một hang động lớn, xung quanh có mười mấy lối đi dẫn đến các hướng khác nhau. Diệp Bắc Minh lựa chọn một con đường, đi vài trăm mét. Lại xuất hiện thêm một hang động, vẫn có mười mấy lối đi. Lặp lại như thế mấy lần, khung cảnh vẫn na ná nhau. Điểm khác biệt duy nhất là trong một vài lối đi có xác chết của con người. Bọn họ sớm đã chết đi từ lâu. Lăng Vận Nhi hỏi, Diệp đại ca, nơi này trông như một mê cung vậy, có phải chúng ta lạc đường rồi không? Khụ khụ. Diệp Bắc Minh hơi xấu hổ, hình như thế. Anh lập tức truyền âm, tháp càn khôn chấn ngục, ông biết làm thế nào tìm được vị trí của nguồn tiếng động không? Tháp càn khôn chấn ngục nhả ra ba chữ, tìm không thấy. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp, ông cũng đủ dứt khoát. Dùng thần niệm của ông cũng không được sao? Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, địa hình nơi này rất đặc biệt, có thể ngăn trở thần niệm thăm dò. Cho nên, chỉ đành dựa vào chính cậu. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Lăng Vận Nhi chợt lên tiếng, Diệp đại ca, có lẽ tôi có cách đấy. Thật á? Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Lăng Vận Nhi gật gật đầu, vừa rồi tôi cảm thấy những hang động này rất giống nhau. Hơn nữa, dưới đất có gió thổi lên, chỉ là gió quá nhỏ, không chú ý thì hoàn toàn không cảm giác được. Chỉ cần chúng ta vẫn luôn đi theo hướng gió, chẳng phải có thể đi đến chỗ sâu nhất sao? Nói xong. Cô ta rút ra một sợi tóc đen, đặt vuông góc với mặt đất giữa không trung. Mắt thường không cảm nhận được có gió thổi qua. Tóc đen của Lăng Vận Nhi nhẹ lắc lư, cô ta tự tin chỉ vào một phương hướng, Diệp đại ca, bên này. Diệp Bắc Minh cười nói, xem ra tôi dẫn cô xuống dưới không phải là lựa chọn sai lầm. Đó là đương nhiên rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Vận Nhi xông lên phía trước. Hai người mới bước đi được tầm chục mét. Vèo. Hai bóng đen đột nhiên nhào lên, đáng úp về phía Lăng Vận Nhi đi đầu. Diệp Bắc Minh ra tay trong chớp mắt, ngăn cản trước người Lăng Vận Nhi. Kiếm đoạn long chém xuống. Phụt, phụt. Hai thi thể rơi xuống, hóa ra là hai con ma nhện màu đen có đường kính một mét. Dòng máu đen đúa của ma nhện chảy ra, mặt đất bốc lên khói xanh, rõ ràng có độc. Gương mặt xinh đẹp của Lăng Vận Nhi tái nhợt, Diệp đại ca, đây là ma thú ư. Diệp Bắc Minh gật đầu, khó trách trên đường tới đây có rất nhiều hài cốt, giờ có thể giải thích rõ ràng rồi. Trong hang động này có ma thú sinh sống, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén. Vận Nhi, cẩn thận. Ừm. Lăng Vận Nhi nghe lời gật đầu. Cô ta tránh sau lưng Diệp Bắc Minh, nắm lấy cánh tay anh. Hai người tiếp tục đi tới, thêm được vài trăm mét. Một con mãng xà to lớn mở rộng mồm máu xông đến, mùi máu tanh theo gió ập vào mặt. Diệp Bắc Minh thuận tay cho nó một kiếm, mãng xà bị chém thành hai nửa. Anh tiến lên kiểm tra, nhướng mày nói, giống với ma nhện vừa rồi, đều có hơi thở của ma thú cấp 11, nhưng không có ma thú tinh hạch. Mặc dù kỳ quặc, nhưng anh không tìm hiểu đến cùng. Hai người tiếp tục đi tới, lối đi càng ngày càng ít. Rốt cuộc, chỉ còn con đường cuối cùng, đi thông đến sâu dưới lòng đất. Trong khoảnh khắc hai người đi ra khỏi lối đi, tầm mắt mở rộng và sáng sủa hơn. Họ xuất hiện bên trong một không gian siêu lớn. Con người Diệp Bắc Minh co rụt lại, trời, đây là vùng đất Nhật Lạc, trong một tòa cung điện xa hoa. Người đàn ông mặc chiến giáp quỳ trên mặt đất. Trên ngai vàng, cô gái tuyệt đẹp kia nghe xong thì chợt gào thét, tiểu sư đệ của tôi chết rồi. Cậu biết lấy tiểu sư đệ của tôi ra đùa giỡn sẽ có hậu quả gì không? Hơi thở tử vong đánh tới. Người đàn ông mặc chiến giáp nơm nớp lo sợ, chủ nhân, thuộc hạ không dám lừa gạt. Hết thảy đều do thuộc hạ tận mắt nhìn thấy.
đây là cạm bẫy của nhà họ Lăng. Mấy người Ngạo Cửu Thiên, Lãnh Vô Thần chuẩn bị ra tay, nhưng không có cơ hội. Cuối cùng, anh Diệp bị một lão giả đeo mặt nạ một tát chụp chết. Lão giả này ít nhất cũng có thực lực cảnh giới thần vương đỉnh phong. Người đàn ông mặc chiến giáp nói. Giải thích chuyện xảy ra tại tuyệt địa hắc ám một lượt. Cô gái tuyệt đẹp ngồi trên ngai vàng ngẩn ngơ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, miệng lẩm bẩm, không thể nào, không thể như vậy được. Tiểu sư đệ của tôi sao có thể chết được? Tiểu sư đệ, cô gái tuyệt đẹp bụng mặt, gào khóc ngay trước mặt các thuộc hạ. Trong đại điện, vô số ánh mắt nhìn sang. Khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy chính là nữ hoàng độc tiên của vùng đất Nhật Lạc. Thế mà lại khóc. Mọi người không hề biết, tuy cô ấy là nữ hoàng độc tiên, nhưng đồng thời cũng là tam sư tỷ của Diệp Bắc Minh. Một giây sau, tam sư tỷ cười điên cuồng, ha ha ha, ha 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 ha. Tiểu sư đệ đã chết rồi, tôi sống còn có ý nghĩa gì chứ? Suốt đời này, tôi áp chế độc thể chỉ vì để tiểu sư đệ có thể lại gần tôi, chạm vào tôi. Giờ, tiểu sư đệ chết rồi. Ha 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 ha. Tam sư tỷ chảy hai hàng huyết lệ, tiểu sư đệ chết. Ha ha ha, phóng thích đi. Tất cả đều phóng thích ra cho tôi đi. Vùng đất Nhật Lạc, nếu tiểu sư đệ của tôi đã chết ở nơi này. Tất cả mọi người hãy chôn cùng cậu ta đi. Ngạo Cửu Thiên, Lãnh Vô Thần. Nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, tất cả các người phải chôn theo. Cùng chết đi. Tam sư tỷ vừa rơi lệ, vừa gầm lên. Người đàn ông mặc chiến giáp quỳ trên mặt đất, chủ nhân, giờ ngài muốn. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy, da thịt vốn mềm mại của tam sư tỷ chỉ chớp mắt biến thành màu đen. Khí đen khủng bố lan tràn từ người cô ấy ra ngoài. A! À, trong khoảnh khắc người đàn ông mặc chiến giáp tiếp xúc với khí đen, anh ta kêu lên thảm thiết. Cả người hóa thành một bộ xương trắng. Đừng mà! Nữ hoàng đại nhân đã thức tỉnh. Chạy mau. Trong đại điện sôi trào, mọi người nổi điên, xô đẩy chạy ra bên ngoài đại điện. Nhưng trong nháy mắt xoay người, bọn họ bị một mảnh sương mù đen cắn nuốt. Cùng lúc đó, gia tộc thượng cổ, nhà họ Chu. Sau khi thấy Diệp Bắc Minh chết, Chu Hoàng trực tiếp rời khỏi vùng đất Nhật Lạc, trở lại nhà họ Chu. Vừa mới đi đến ngoài phòng khách, cô ta đã nghe thấy tiếng khó xử của Chu Hiếu Thiên truyền từ trong ra. Bố ơi, sao vậy ạ? Chu Hoàng bước vào. Chu Hiếu Thiên cầm một bức thư trong tay, đứng dậy, con gái, sao con trở về nhanh như vậy? Anh Diệp đâu, cậu ta tìm được đồ mình muốn tại vùng đất Nhật Lạc chưa? Chu Hoàng lắc đầu, bố, chuyện này chờ chốc nữa rồi nói, ở đây bố đang gặp phải chuyện gì khó xử sao? Chu Hiếu Thiên đưa thư trong tay cho Chu Hoàng, nhà họ Dạ đã phát hiện ra cái chết của Dạ Phong. Bởi vì con và Dạ Phong ở thiên hạ đệ nhất các tại địa bàn Côn Luân. Cho nên, người nhà họ Dạ hỏi thăm nguyên nhân chết của Dạ Phong. Bố nhớ con từng nói, Dạ Phong chết dưới tay anh Diệp, chuyện này hơi khó giải quyết. Chu Hiếu Thiên lắc đầu, bố đã chuẩn bị khiêng lên chuyện này giúp anh Diệp. Dù sao đã có một Lăng Thiên, lại thêm một Dạ Phong cũng chịu nổi. Chu Hoàng lại mỉm cười, bố, không cần đâu. Con có ý gì? Chu Hiếu Thiên nhíu mày. Chu Hoàng hít sâu một hơi, bởi vì Diệp Bắc Minh đã chết. Cái gì? Con người của Chu Hiếu Thiên kịch liệt co rút lại, Hoàng Nhi, con nói đùa à? Anh Diệp chết rồi, làm sao có thể? Chu Hoàng nói ra đầu đuôi mọi chuyện xảy ra tại Ma Quật. Chu Hiếu Thiên ngây ra như phỗng, suy nghĩ xuất thần. Qua nửa tiếng, ông ta hít sâu một hơi, hầy, cảnh giới thần vương đỉnh phong, khó trách. Ông ta cũng đã từng dừng lại ở cảnh giới này, biết cảnh giới thần vương đỉnh phong khủng bố đến mức nào. Dù cho Diệp Bắc Minh có nghịch thiên, bị cảnh giới thần vương đỉnh phong dùng một chiêu đánh chết cũng hợp tình hợp lý. Thật đáng tiếc, y thuật của cậu ta nghịch thiên như vậy, lại cứ thế ngã xuống. Chu Hiếu Thiên vừa thở dài vừa lắc đầu, anh Diệp còn có ơn lớn với bố, e rằng không thể báo đáp rồi. Chu Hoàng thở dài, bố, Diệp Bắc Minh đã chết rồi. Dù có ơn huệ lớn hơn nữa, người chết như đèn tắt. Nếu anh ta đã chết, chúng ta nói ra chuyện anh ta giết chết Dạ Phong cũng chẳng sao cả, không bằng cứ nói cho nhà họ Dạ đi. Chu Hiếu Thiên nhíu mày, nhưng nếu như vậy, người bên cạnh anh Diệp sẽ phải gánh chịu sự trả thù của nhà họ Dạ,
thậm chí là nhà họ Lăng. Hai thế gia thượng cổ lớn trả thù, bố sợ Thanh Huyền Tông không chịu nổi. Hơn nữa bố đã đáp ứng với anh Diệp, sẽ bảo vệ cho Thanh Huyền Tông. Bố đã dùng sơ tâm võ đạo để thề, nếu như Thanh Huyền Tông bị hai gia tộc thượng cổ lớn chèn ép, mà bố thờ ơ. Sơ tâm võ đạo của bố chỉ sợ. Mặt mũi Chu Hoàng tràn ngập gian xảo, bố chỉ đồng ý bảo vệ Thanh Huyền Tông. Cũng đâu có nói là bảo vệ những người gần gũi với Diệp Bắc Minh chứ. Còn có ý gì, trong lòng Chu Hiếu Thiên khẽ suy tư. Chu Hoàng ngạo mạn mỉm cười, bố, nếu như chính Thanh Huyền Tông không chịu nổi áp lực nên giải tán thì sao? Không có Thanh Huyền Tông, bố cũng chẳng cần bảo vệ nữa. Chu Hiếu Thiên kinh ngạc nhìn Chu Hoàng, như đang nhìn một người xa lạ. Hoàng Nhi, sao con có thể nghĩ như vậy chứ? Chu Hiếu Thiên giật mình. Sắc mặt Chu Hoàng vô cùng bình tĩnh, bố, lúc con ở bên ngoài đã học được một chuyện, đó là chỉ có ích lợi tuyệt đối. Diệp Bắc Minh đã chết, không có giá trị lợi dụng nữa rồi. Nếu chúng ta còn kiên trì thì có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa, chúng ta là gia tộc thượng cổ, nếu gia chủ cũng xử trí theo cảm tính, có thể truyền thừa đến hôm nay sao? Chu Hiếu Thiên trầm mặc. Sau một lát, giọng nói của ông ta trầm xuống, con nói cũng có lý, chúng ta phải làm như thế nào đây? Chu Hoàng cười lắc đầu, chúng ta chỉ cần truyền tin tức Diệp Bắc Minh đã chết về Thanh Huyền Tông. Nói cho các đệ tử Thanh Huyền Tông biết Diệp Bắc Minh đắc tội nhà họ Lăng thượng cổ, còn có nhà họ Dạ thượng cổ. Bố nói xem, liệu hàng triệu đệ tử của Thanh Huyền Tông có rời khỏi tông môn không? Một khi có vô số đệ tử rời khỏi tông môn, Thanh Huyền Tông sẽ có kết cục gì? Không cần con nói đi. Chu Hiếu Thiên vỗ tay, tuyệt. Thanh Huyền Tông, trong đại điện. Mấy thám tử quỳ trên mặt đất, nói lại tin tức Diệp Bắc Minh chết ở vùng đất Nhật Lạc. Cả Thanh Huyền Tông chấn động. Tất cả nhân vật cấp cao của Thanh Huyền Tông đều tập trung ở trong đại điện, sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi. Diệp Nam Thiên kinh ngạc đứng tại chỗ, Minh Nhi sao có thể chết được chứ? Thằng bé vĩ đại như thế, còn chưa dẫn dắt nhà họ Diệp vươn lên mà. Minh Nhi, thằng bé không. Trước mắt ông ta tối sầm, trực tiếp ngất đi. Lão gia, bố, ông nội, đám người nhà họ Diệp hoàn toàn bối rối. Lãnh Nguyệt căn bản không thể chấp nhận được điều này, Minh Nhi không có khả năng chết được. Sát chủ rít gào một tiếng, bà đây không tin, đi. Lãnh Nguyệt, chúng ta đến vùng đất Nhật Lạc xem rốt cuộc Minh Nhi có chết thật không. Một thám tử trong đó lắc đầu, hai vị trưởng lão. Hai người không thể rời khỏi Thanh Huyền Tông được. Bây giờ tông chủ ngã xuống, nếu hai người còn rời khỏi Thanh Huyền Tông chúng ta sẽ thật sự xong đời. Đôi mắt sát chủ đỏ bừng, ai nói là tông chủ ngã xuống. Nói hưu nói vượn, chỉ biết nói bậy. Bà ta tát bay tên thám tử này đi. Hắn lại lập tức bỏ đến, sát trưởng lão, tôi cũng không muốn tin tưởng đâu. Nhưng mà tin tức đã truyền ra. Tất cả mọi người ở bên ngoài đều biết tông chủ ngã xuống ở vùng đất Nhật Lạc rồi. Là bị một người cảnh giới thần vương đỉnh phong đánh chết. Cảnh giới thần vương đỉnh phong. Lãnh Nguyệt và sát chủ nhìn thoáng qua nhau, cả người chấn động. Đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết đỏ lên, thân thể mềm mại run rẩy, không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng. Bắc Minh không có khả năng chết được, sao anh ấy có thể chết được chứ? Giả, tin tức là giả. Tuyệt đối là giả. Cô ấy không thể chấp nhận được chuyện này, nước mắt điên cuồng rơi xuống. Tô Thanh Ca nghẹn ngào hét lên, có ai có thể giết anh ấy được chứ? Tôi cũng không tin. Tôi cũng không tin một chữ nào của tin tức bên ngoài, anh Diệp có thể vượt tận mấy cảnh giới để giết địch. Cho dù vùng đất Nhật Lạc có nguy hiểm thế nào đi nữa, anh Diệp cũng tuyệt đối có thể gặp dữ hóa lành. Sắc mặt Tô Trường Phong vàng như nến, Thanh Ca. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ không thể giết chết tông chủ. Nhưng người ra tay chính là cảnh giới thần vương đỉnh phong, con có biết cảnh giới này có ý nghĩa gì không? Toàn bộ đại sảnh Thanh Huyền Tông đều im lặng. Thời gian giống như dừng lại. Cùng lúc đó, ở ngoài đại điện cũng đang không ngừng xôn xao. Tông chủ đã chết, bây giờ Thanh Huyền Tông chỉ còn lại có hai thái thượng trưởng lão, trên triệu đệ tử chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rất nhiều người đều bắt đầu lo lắng. Có người thấp giọng nói, mấy gia tộc sáng lập đều bị diệt, bây giờ tông chủ lại chết. Mấy người nghĩ chỉ dựa vào hai người phụ nữ là Lãnh Nguyệt và sát chủ là có thể điều hành được Thanh Huyền Tông sao? Tôi thấy không bằng trực tiếp rời khỏi Thanh Huyền Tông đi.
Không sai, chúng ta đi nhanh đi. Một số đệ tử không chút do dự, lập tức rời khỏi Thanh Huyền Tông. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, đã có hơn 100.000 đệ tử rời khỏi Thanh Huyền Tông. Chúng ta cũng đi thôi. Chắc hẳn Thanh Huyền Tông sắp xong rồi. Nếu chúng ta không đi, về sau kẻ thù tìm tới, chúng ta sẽ là vật hy sinh. Đi thôi, nhanh lên. Một lúc lâu sau, gần một nửa đệ tử của Thanh Huyền Tông đã rời đi. Gia tộc Thượng Cổ, nhà họ Chu. Chu Quốc Nghiệp quỳ trên mặt đất, nói chi tiết chuyện ở Thanh Huyền Tông ra. Thanh Huyền Tông bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, mới nửa ngày mà đã có hơn 100.000 đệ tử rời khỏi Thanh Huyền Tông. Lãnh Nguyệt và sát chủ đang bị thương, bây giờ tọa trấn ở Thanh Huyền Tông. Một đám người bên cạnh Diệp Bắc Minh đã nản lòng thoái chí, có một số người đã muốn rời đi rồi. Hạ Nhược Tuyết và Tô Thanh Ca của nhà họ Tô muốn đến vùng đất Nhật Lạc để tìm ra chứng cứ Diệp Bắc Minh không chết. Ha 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 ha. Chu Hoàng nghe tin tức mà Chu Quốc Nghiệp truyền lại, buồn cười lắc đầu, còn tìm chứng cứ gì nữa. Tôi tận mắt thấy Diệp Bắc Minh bị một người cảnh giới thần vương đỉnh phong đập chết, chẳng lẽ cổ ánh mắt của tôi còn có thể gạt tôi sao? Vẻ mặt cô ta vô cùng đắc ý, bố đã nhìn thấy chưa? Chúng ta chỉ cần chủ động truyền tin tức ra ngoài. Thanh Huyền Tông sẽ tự sụp đổ, cùng lắm là mấy ngày nữa, Thanh Huyền Tông sẽ hoàn toàn giải tán. Chu Hiếu Thiên nhướng mày, nhưng rốt cuộc bố vẫn cảm thấy có chút không yên tâm lắm. Ông ta trầm mặc một lát. Con gái, con nói xem nếu Diệp Bắc Minh không chết thì phải làm sao đây? Không có khả năng. Hô hấp của Chu Hoàng lập tức dồn dập, con người co rút lại một chút. Rất nhanh cô ta đã nói, bố, con thật sự chính mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh bị giết. Kiếm Đoạn Long của anh ta còn bị cướp đi, sao có thể không chết được? Bố chỉ nói lỡ may, Chu Hiếu Thiên lắc đầu. Chu Hoàng quyết đoán lắc đầu, không có nhỡ may. Bên ngoài vùng đất Nhật Lạc, Hạ Nhược Tuyết và Tô Thanh Ca chạy đến không ngừng chân. Nhưng một màn trước mắt lại làm cho trong lòng hai người vô cùng tuyệt vọng. Phía trước làm gì còn có vùng đất Nhật Lạc? Hoàn toàn bị một màn xương đen bao phủ. Thảm thực vật bốn phía héo rũ. Không hề có chút sự sống nào, hoàn toàn hóa thành một tuyệt địa. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nhược Tuyết ngây người, nơi này không phải vùng đất Nhật Lạc sao? Khụ khụ. Bỗng nhiên, một tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Hai cô gái nhìn lại, mấy người thu võ chật vật đi ngang qua cách đó không xa. Hạ Nhược Tuyết và Tô Thanh Ca đuổi theo rất nhanh, mấy vị, tôi hỏi mọi người một chuyện. Nơi này không phải vùng đất Nhật Lạc sao? Sao lại biến thành dáng vẻ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt một người đàn ông trong đó tối đen, vùng đất Nhật Lạc cái gì, vùng đất Nhật Lạc đã không còn rồi. Sao lại thế? Hạ Nhược Tuyết và Tô Thanh Ca nhìn thoáng qua nhau, vội vã hỏi. Người đàn ông ho ra một ngụm máu đen, nói cho các cô cũng không sao, dù gì ông đây cũng không sống được nữa. Vùng đất Nhật Lạc có một người phụ nữ tên là Nữ Hoàng Độc Tiên. Tính tình cô ấy vốn dĩ rất ôn hòa. Y thuật cũng rất tốt, có đôi khi còn tốt bụng cứu một số người thu võ bị thương. Nhưng vào mấy ngày trước, Nữ Hoàng Độc Tiên giống như nổi điên, hạ độc cả vùng đất Nhật Lạc. Sắc mặt hắn ta sợ hãi đích nhìn về phía vùng đất Nhật Lạc, thật là đáng sợ, những nơi xương đen đi qua, mọi người liền thành đống xương trắng chỉ trong nháy mắt. Vô số cường giả đều chết. Người phụ nữ này vừa phóng xương độc vừa nói cái gì mà trả lại mạng tiểu sư đệ tôi đây. Hai người các cô cũng mau đi đi, đợi đến khi xương độc lan ra khắp khu vực này, các cô còn muốn chạy cũng không kịp rồi. Nói xong, mấy người tu võ vội vàng rời khỏi nơi tràn ngập ác mộng này. Hạ Nhược Tuyết ngây người, tiểu sư đệ. Chẳng lẽ là, sư tỷ của Bắc Minh? Bắc Minh, thật sự đã chết. Hạ Nhược Tuyết ngây ngẩn cả người. Nước mắt lặng lẽ chảy dài hai bên má. Tô Thanh Ca đã được chứng kiến thực lực khủng bố của Diệp Bắc Minh, tin tưởng anh vô điều kiện. Hơn nữa, Tô Thanh Ca cũng tuyệt đối không tin Diệp Bắc Minh đã chết. Nhược Tuyết, cô tỉnh táo lại một chút. Cô là người phụ nữ được anh Diệp thừa nhận, bây giờ anh Diệp không có ở đây. Thanh Huyền Tông nên do cô làm chủ, nếu ngay cả cô đều suy sụp, mọi người sẽ đều xong rồi. Cô ta vừa dứt lời. Hạ Nhược Tuyết đột nhiên tỉnh ngộ, đúng, tôi không thể suy sụp. Từ trước đến nay, Bắc Minh đã tạo ra vô số kỳ tích. Cho dù vùng đất Nhật Lạc đã hóa thành biển khí độc, anh ấy cũng tuyệt đối không có khả năng chết được. Đi,
trở lại Thanh Huyền Tông. Cùng lúc đó, dưới ma quật, Diệp Bắc Minh nhìn về phía trước, vẻ mặt rung động, rồng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tôi đã thấy cái gì kia? Thật sự là một con rồng còn sống sao? Đậu má, đậu má, đậu má. Trong không gian rộng lớn này, đủ loại ký hiệu lấp lóe ánh sáng. Hình thành một pháp trận thật lớn, bên trong pháp trận bị một con rồng màu đen chiếm cứ. Nó mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm người xâm lấn Diệp Bắc Minh. Lăng Vận Nhi mở to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm sinh vật trước mặt. Hô hấp của cô ta dồn dập, há to miệng, Diệp. Diệp Diệp Diệp. Anh Diệp, đây là rồng sao? Cái đầu màu đen, có bờm giống như sư tử. Còn có sừng rồng giống như sừng hươu. Vảy giống cá chép. Thân hình giống một con rắn lớn. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi nghĩ chắc là không nhìn nhầm đâu. Bỗng nhiên, giọng nói giống như sấm sét của rồng đen vang lên, tôi còn nghĩ người đến là võ giả loài người, không ngờ lại là một kẻ nửa người nửa ma. Diệp Bắc Minh vô cùng chấn động. Mình lại bị nhìn thấu ngay lập tức ư. Ông là ai? Sắc mặt Diệp Bắc Minh vô cùng nghiêm túc. Rồng đen cười to, ha ha ha, nhóc con, cậu không nhìn thấy sao? Tôi là rồng. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rúm một chút, tôi biết ông là rồng, nhưng lai lịch của ông là gì? Vì sao lại bị nhốt ở chỗ này? Pháp trận trên người ông là sao? Giọng nói của rồng đen lạnh như băng, cậu có hơi nhiều câu hỏi đấy, đương nhiên là tôi bị người ta nhốt ở chỗ này rồi. Nếu không cậu cho rằng tôi ở trong này để chơi sao? Diệp Bắc Minh lấy ra một cái lá của cây thần hỏa tang, ông đã bao giờ nhìn thấy loại cây này sinh trưởng ở đây chưa? Rồng đen thuận miệng trả lời, đương nhiên là rồi, cây thần hỏa tang. Năm đó lúc tôi bị nhốt, cái cây này cũng sinh trưởng ở gần ma quật. Sau khi tôi hấp thu hết tinh hoa sinh mệnh của nó đã muốn héo. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên khó coi cực kỳ, cái gì? Ông! Rồng đen khinh thường nhìn anh, không phải chỉ là một cái cây thần thôi sao? Dù sao cũng sẽ chết, có gì mà phải tiếc chứ? Diệp Bắc Minh vô cùng giận dữ, có gì mà phải tiếc ư? Ông có biết tôi đang cần quả thần của cây thần hỏa tang để đi cứu người không? Rồng đen cười, cậu muốn cứu người nào? Diệp Bắc Minh không hề khách khí, không liên quan gì đến ông hết. Rồng đen hừ lạnh một tiếng, nhóc con, nếu tôi có thể cứu người mà cậu muốn cứu thì sao? Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc, ông cũng không biết tình huống của người mà tôi muốn cứu như thế nào, ông có thể cứu được ư? Rồng đen tức giận nói, nhóc con, tôi là thần thú. Người mà cậu muốn cứu là con người đúng không? Không sai. Diệp Bắc Minh gật đầu. Rồng đen vô cùng cao ngạo, vậy thì đúng rồi, cho dù con người bị thương như thế nào. Trúng độc, hoặc là thọ mệnh khô kiệt. Chỉ cần một giọt máu của tôi là có thể khả khôi phục, gia tăng mấy chục ngàn năm thọ mệnh. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, máu rồng có tác dụng có lớn như vậy ư? Nếu đan điền bị hao tổn cũng có thể chữa trị sao? Ha ha! Rồng đen cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn anh. Căn bản lười giải thích. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục buồn bực, không nhịn được mở miệng nhắc nhở, nhóc con, đây là rồng. Thần thú đó. Một giọt máu có thể đắp lại cả cơ thể. Đừng nói là đan điền bị phế đi, cho dù là cả người bị phế đi, chỉ cần còn lại một hơi, máu rồng đều có thể cứu sống được. Cậu đã quên mất trái tim rồng mà cậu lấy được kia sao, nó đã giúp cơ thể cậu tăng lên khủng bố như thế nào. Diệp Bắc Minh thuận miệng nói một câu, hình như cũng không tăng lên nhiều lắm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cả giận nói, nhóc con, nếu không phải nhờ máu rồng tăng lên, cậu cho rằng cơ thể cậu có thể chịu đựng được lực lượng tôi bộc phát ra sao? Toàn bộ đều là dựa vào máu rồng và cường độ cơ thể cậu, mới có thể làm cho tôi bùng nổ, giết được kẻ địch mạnh hơn mấy cảnh giới. Nếu là người bình thường, bản tháp vừa mới bùng nổ, thân thể hắn ta đã không chịu nổi mà nổ mạnh rồi. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra. Thì ra là thế. Ngay sau đó, ánh mắt anh ngưng tụ lại, rồng đen, nếu đã như vậy, tôi cần của 10 giọt máu của ông. Ánh mắt rồng đen có chút khinh thường, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con loài người, cậu coi máu của tôi là cải trắng sao? 10 giọt, ha ha, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Diệp Bắc Minh nở nụ cười, không cho. Vậy tôi đi đây. Nhưng mà tôi nói trước, tôi chỉ cho ông cơ hội lần này, ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Lựa chọn cho tôi 10 giọt máu, hoặc là tôi sẽ lập tức rời đi.
Sắc mặt rồng đen trầm xuống, nhóc con loài người, cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ cho cậu 10 giọt máu chứ? Diệp Bắc Minh lắc đầu, thứ nhất, ông phát ra tiếng rồng gầm để thu hút tôi đến đây, chẳng lẽ chỉ để chơi thôi sao? Thứ hai, ông bị trận pháp bao vây, không thể rời đi, chắc cũng cần trợ giúp đi. Thứ ba, nếu tôi đã đến đây, ông lại cần sự trợ giúp của tôi. Chẳng lẽ tôi không thể yêu cầu thứ mình đang cần sao? Trong đôi mắt của rồng đen hiện ra vẻ bất ngờ. Long tộc rất thông minh. Nhưng rồng đen không dự đoán được Diệp Bắc Minh lại thông minh đến thế. Nó nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, nhóc con, không thể không nói cậu rất thông minh, thật sự rất thông minh. Cậu lại có thể đoán ra mục đích của tôi, cậu tên là gì? Giọng nói của anh vang lên, Diệp Bắc Minh. Được, Diệp Bắc Minh. Rồng đen gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, thời gian của tôi không còn nhiều lắm, không nói mấy lời vô nghĩa với cậu nữa. Tôi chỉ còn sống được nhiều nhất là 3 ngày, may mắn ông trời cho tôi một cơ hội, khiến long tộc không đến mức bị diệt sạch. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, có ý gì? Sắc mặt rồng đen vô cùng ảm đạm, đây là việc riêng của long tộc, cậu chỉ cần đáp ứng tôi đưa một thứ này đến tay long tộc hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Bắc Minh chần chờ, rốt cuộc là cái gì? Rồng đen hừ lạnh một tiếng, cậu chưa đồng ý, tôi sẽ không nói cho cậu. Cậu hãy nghĩ cho kỹ, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ cho cậu 10 giọt máu. Cậu có thể dùng nó để cứu 10 người. Diệp Bắc Minh không hề chần chờ, được, tôi đồng ý với ông. Không suy nghĩ một chút sao? Rồng đen cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại thẳng thắn như thế. Không cần. Rồng đen cười to, vẻ mặt thưởng thức nhìn Diệp Bắc Minh. Ha ha ha, tốt lắm, Diệp Bắc Minh, quả nhiên cậu rất hợp gu tôi. Ngay sau đó, rồng đen đột nhiên hét to, Diệp Bắc Minh, cậu có bằng lòng trở thành đệ tử của tôi, nhận truyền thừa long tộc không? Diệp Bắc Minh ngây người. Truyền thừa long tộc, đây là thứ nghịch thiên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, cậu còn do dự cái gì nữa? Diệp Bắc Minh quyết đoán trả lời, đệ tử nguyện ý. Bắt đầu từ hôm nay. Người sẽ là vị sư phụ thứ 101 của con. Rồng đen cười to hỏi, ha 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 ha, hay lắm nhóc con, sao cậu lại có nhiều sư phụ như thế? Diệp Bắc Minh giải thích, Đồ Nhi từng có 99 vị sư phụ cường giả tuyệt thế, bọn họ đã truyền thụ võ nghệ cho Đồ Nhi ở Côn Luân Hư. Sau đó con còn bái thêm một vị sư phụ tuyệt thế thứ 100 nữa, cho nên bây giờ người là vị thứ 101. Thì ra là thế. Rồng đen gật đầu, Đồ Nhi ngoan, đây là 10 giọt máu mà vi sư đã đồng ý với con. Ngay sau đó, trong cơ thể rồng đen, 10 giọt máu đỏ bay ra. Bên trong mỗi một giọt máu rồng đều ẩn chứa lực lượng sinh mệnh mênh mông. Cùng lúc đó, sắc mặt rồng đen ảm đạm, thân thể cũng trở nên suy yếu. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, rồng đen sư phụ, người làm sao vậy? Rồng đen cười, Bắc Minh. Vi sư vốn không còn sống được mấy ngày. 10 giọt máu là tinh hoa sinh mệnh cuối cùng của vi sư, khi đưa hết toàn bộ cho con, vi sư sẽ chết trong vòng 15 phút. Cái gì? Cả người Diệp Bắc Minh run lên, rồng đen sư phụ, mau thu hồi máu lại đi. Không cần. Rồng đen lắc đầu, thở dài một tiếng, vi sư chắc chắn sẽ phải chết, chỉ là vi sư vô cùng hối hận. Năm đó lúc rời khỏi long tộc đã mang bảo bối của long tộc đi theo. Đến bây giờ đã mấy ngàn năm trôi qua, không có vật ấy trấn áp số mệnh của long tộc, sợ là mấy ngàn năm nay số mệnh của long tộc đã bị hao tổn nghiêm trọng. Rồng đen thét dài một tiếng, ta là tội đồ của long tộc. Đồ Nhi, con hãy thay vi sư mang thứ đó về long tộc, xin lỗi thay vi sư. Vi sư chết cũng không hối tiếc. Gào. Rồng đen rít gào một tiếng. Sau đó há mồm phun ra một hạt châu tròn trịa tỏa ra hào quang nóng cháy như mặt trời. Cho dù Diệp Bắc Minh không biết nó là gì, trong đầu cũng hiện lên hai chữ. Long Châu. Sư phụ, đây là Long Châu ư. Đồng tử Diệp Bắc Minh co rút lại. Anh nhìn vào hạt châu rực rỡ như ánh mặt trời trước mắt mình. Rồng đen gật đầu nói, khá lắm, nó chính là thánh vật tối thượng của tộc rồng đen bọn ta, Long Châu. Diệp Bắc Minh tới gần Long Châu, chợt cảm thấy một luồng lực lượng ùn ùn kéo tới. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động nói, ha ha ha, nhóc con, nếu để cho tôi nuốt chửng nó thì tôi có thể khôi phục 1/10 sức mạnh của mình. Đến lúc đó,
Bổn tháp tùy tiện ra tay thì đến cả đại lục chân võ cũng phải sụp đổ. Để tôi nuốt nó đi. Diệp Bắc Minh thẳng thừng từ chối. Sư phụ, tên của người là gì thế? Diệp Bắc Minh hỏi. Rồng đen im lặng một hồi rồi thở dài đáp, ta là tội đồ của tộc rồng đen, để tên ta biến mất trong dòng lịch sử thôi. Đồ nhi, chỉ cần con đưa Long Châu tới tộc rồng đen là đủ rồi. Vâng ạ. Diệp Bắc Minh gật đầu một cách chân thành. Rồi anh lặng lẽ cất Long Châu vào. Ong! Bỗng nhiên, pháp trận rung chấn mãnh liệt, bóng dáng của rồng đen dần trở nên mờ ảo. Diệp Bắc Minh biến sắc, sư phụ rồng đen, người sao thế? Rồng đen mỉm cười nói, mấy năm qua, vi sư dùng lực lượng của mình để chống lại lực lượng của trận pháp nên sức sống đã cạn kiệt từ lâu rồi. Bây giờ vi sư nên ra đi rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh không thể chấp nhận sự thật mà thốt lên, sư phụ rồng đen, có cách nào giải quyết chuyện này không? Rồng đen thong dong mỉm cười đáp, Bắc Minh, con chớ đau lòng. Đối với sư phụ mà nói, kết cục này đã là tốt lắm rồi. Sư phụ chỉ còn lại 15 phút cuộc đời, đây là công pháp tối thượng của tộc rồng đen bọn ta. Hôm nay, sư phụ sẽ truyền nó cho con. Vút, một tia sáng màu trắng rực rỡ chiếu tới trông tựa như một cột sáng phóng thẳng vào mi tâm của Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, cơ thể Diệp Bắc Minh run lên. Vô số văn tự xuất hiện trong đầu anh. Mỗi một chữ đều như một con rồng thực thụ thu nhỏ lại. Hóa Long Quyết ư. Trái tim Diệp Bắc Minh đập loạn xạ. Anh xem hết một lượt rồi thầm than. Bởi lẽ, sau khi tu luyện Hóa Long Quyết thì có thể hóa thành một con rồng. Sư phụ, hình như con không thích hợp tu luyện Hóa Long Quyết nhỉ? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Rồng đen bình tĩnh nhìn Diệp Bắc Minh nói, sao thế? Con không thích ư? Diệp Bắc Minh đáp, sư phụ rồng đen à, sau khi tu luyện Hóa Long Quyết chẳng phải con sẽ thành long tộc hay sao? Rồng đen tức giận nói, thằng nhóc đáng ghét này, con đừng có mà được lợi mà còn khoe mẽ. Trong cơ thể con có một nửa chảy dòng máu của ma tộc, có rất nhiều ma thú sau khi hóa thành hình người thì nguyện vọng cao nhất của chúng chính là lột xác thành rồng đấy. Thằng nhóc con có được Hóa Long Quyết, biến thành long tộc có gì không tốt sao? Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định thuận theo lòng mình, không định lừa gạt rồng đen. Anh hít thật sâu rồi nói, sư phụ rồng đen, con là con người. Mẹ của con cũng là con người, tuy bố của con là ma tộc, nhưng chính con cũng không muốn hóa rồng. Làm con người rất tốt. Rồng đen kinh ngạc hỏi, thằng nhóc chết tiệt này, con có chắc không thế? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đấy, sao con không biết nó có nghĩa gì chứ? Phần lớn con người đều sinh sống ở những thế giới cấp thấp, nếu con muốn lên cao hơn thì phải mạnh hơn, theo đuổi cực hạn của võ đạo. Mà trở thành long tộc là lựa chọn tốt nhất. Nếu không phải vì trong con chảy dòng máu của ma tộc, con người bình thường mộng tưởng tu luyện Hóa Long Quyết cũng không thể nào thành công. Diệp Bắc Minh lắc đầu từ chối, cảm ơn ý tốt của sư phụ, nhưng con vẫn muốn làm con người. Rồng đen mỉm cười mắng anh, thằng nhóc đáng ghét này, nếu đây là lựa chọn của con thì sư phụ không miễn cưỡng nữa. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh chuyển mắt, sư phụ, chỉ cần là ma thú thì đều có thể hóa thành rồng ư. Rồng đen gật đầu đáp, đúng thế, nhưng phải xem huyết mạch thế nào đã. Nếu cấp bậc của huyết mạch quá thấp thì cần phải trải qua nhiều lần lột xác mới được. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng rực, bản thân con không thể hóa rồng nhưng bồi dưỡng rồng là có thể nhỉ. Ngay sau đó, anh khoát tay, lôi Tiểu Bạch từ trong tháp càn khôn trấn ngục ra ngoài. Á, vừa mới xuất hiện, Tiểu Bạch đã kêu thảm lên. Nó sợ hãi run rẩy quỳ rạp ra đất. Diệp Bắc Minh cười nói, Tiểu Bạch đừng sợ, đây là sư phụ của tôi. Giọng nói của Tiểu Bạch đầy run sợ, ngơ ngác nói, chủ nhân, người. Thế mà người đã bái rồng làm thầy ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, rồi nhìn về phía rồng đen hỏi. Sư phụ rồng đen, truyền Hóa Long Quyết cho Tiểu Bạch không thành vấn đề đúng không? Rồng đen liếc mắt nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tuy rồng đen có chút không hài lòng. Nhưng mà thôi vậy. Rồng đen nể mặt Diệp Bắc Minh, gật đầu đáp, chỉ là mị thỏ biến dị bình thường thôi. Tuy huyết mạch không tệ lắm nhưng mà chỉ là không tệ mà thôi. Thôi cũng được, coi như nể mặt đồ đệ truyền Hóa Long Quyết cho nó cũng được. Sứt lười, mi tâm của rồng đen lại lóe lên một tia sáng nữa. Tia sáng ấy chiếu rọi vào trong mi tâm của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch run rẩy kịch liệt,
ánh mắt đầy kích động. Giọng nói của rồng đen lại vang lên, bắt đầu từ hôm nay, mày sẽ mãi mãi trở thành tôi tớ của đồ đệ ta. Nếu có nảy sinh chút dị tâm nào thì ta có ở nơi suối vàng cũng sẽ hóa thành quỷ rồng tới tìm mày tính sổ. Đồ đệ, sư phụ, đi đây. Hai người họ quen biết nhau chưa tới một canh giờ. Tình thầy trò lại chỉ có vẻn vẹn nửa canh giờ. Nhưng Diệp Bắc Minh vẫn rất khó chịu, sư phụ rồng đen, lên đường bình an nhé. Ha 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 ha. Một chàng cười vang vọng. Ầm ầm ầm. Trận pháp nhốt rồng đen chấn động mãnh liệt rồi tỏa ra tia sáng chói mắt. Sau đó sự tĩnh lặng trở lại. Trận pháp biến mất, rồng đen cũng biến mất theo. Tiểu Bạch chạy tới, lùi cúi dưới chân Diệp Bắc Minh nói, chủ nhân, Tiểu Bạch sẽ cố gắng, không phụ lòng nhờ vả của tiền bối rồng đen. Thanh Huyền Tông, tin tức Diệp Bắc Minh ra đi đã truyền 10 ngày rồi. Trong 10 ngày qua, 9 phần 10 đệ tử của Thanh Huyền Tông đã bỏ trốn. Còn lại chưa tới 100.000 người. Mà 100.000 người còn lại này lại có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lúc này, mọi công chuyện của Thanh Huyền Tông đều do vị tông chủ phu nhân Hạ Nhược Tuyết tạm thời nắm giữ. 10 ngày qua, Hạ Nhược Tuyết vô cùng tiêu tụy. Cô ấy vừa mới xử lý xong một chuyện thì có đệ tử vọt vào đại điện báo cáo. Báo cáo, cô Hạ, người của Ly Hỏa Tông, Bạch Hổ Môn và Tiệt Thiên Giáo tới. Hạ Nhược Tuyết lập tức đứng dậy, ở đâu? Bọn họ đang bị chặn lại ở cửa. Đi, đi xem nào. Hạ Nhược Tuyết đi tới chỗ Sơn Môn. Ly Hỏa Tông, Bạch Hổ Môn và Tiệt Thiên Giáo đều là những tông môn gần đây. Thực lực không hề thua kém Thanh Huyền Tông. Đương nhiên là Thanh Huyền Tông xưa kia rồi. Từ sau khi mấy gia tộc lớn sáng lập Thanh Huyền Tông bị tiêu diệt rồi tin tức Diệp Bắc Minh hy sinh lại truyền ra ngoài. Ba tông môn kia liền bắt đầu liên tục nhắm vào Thanh Huyền Tông. Bọn họ không chỉ thu nhận rất nhiều đệ tử tài ba của Thanh Huyền Tông mà còn cướp đoạt rất nhiều sản nghiệp của Thanh Huyền Tông. Hôm nay còn công khai tìm tới tận cửa. Ở ngoài Sơn Môn, Hạ Nhược Tuyết vừa mới chạy tới đâu, có người hô lên, tông chủ phu nhân tới rồi. Mau mời tông chủ phu nhân làm chủ. Vụt, hàng trăm nghìn ánh mắt tập trung vào Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết bước tới trước mặt đám người Ly Hỏa Tông, Bạch Hổ Môn và Tiệt Thiên Giáo, các vị, cớ sao hôm nay tụ tập ồn ào ở cửa Thanh Huyền Tông thế? Ồn ào hả? Ha ha ha! Người của ba tông môn cười phá lên. Cũng có người không nhịn được mà nói, đây chẳng phải là biết rõ mà còn cố hỏi hay sao? Ha ha ha! Một chàng cười to vang lên. Hạ Nhược Tuyết chỉ có thể giả vờ như không nghe, người cầm đầu các người đâu rồi? Ngay sau đó, từ trong đám đông có ba người bước ra. Một ông lão điềm tĩnh cười khẽ nói, tôi là trưởng lão nội môn của Ly Hỏa Tông, Vương Bất Ly. Một người đàn ông trung niên kiêu ngạo bên cạnh tiếp lời, Bạch Hổ Môn, Lý Ngao. Một thanh niên tầm 27-28 khe khẽ biếng nhác nói, tôi tới từ Tiệt Thiên Giáo, tên tôi là Bách Lý Phong, là con trai của giáo chủ Tiệt Thiên Giáo. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười nói, ba người dẫn theo nhiều người đến Thanh Huyền Tông chẳng biết có việc gì. Có việc gì hả? Ha ha ha. Bách Lý Phong bày ra dáng vẻ quần là áo lượt, không hề khách khí cười to, nghe nói tông chủ của Thanh Huyền Tông các người đã chết rồi, còn có hàng trăm nghìn đệ tử rời khỏi tông môn. Vậy nên bọn tôi đặc biệt tới đây hỏi thăm xem rốt cuộc có phải sự thật hay không. Những lời này hết như một cây đao. Đôi mắt Hạ Nhược Tuyết đỏ bừng. Cô ấy vẫn mỉm cười đáp, cậu Bách Lý đây nghe lời đồn ấy từ đâu thế, tông chủ Thanh Huyền Tông chỉ mất tích thôi chứ chưa chết đâu. Phải thế không? Bách Lý Phong mỉm cười đăm chiêu nói, nếu cậu ta không chết thì sao đệ tử của Thanh Huyền Tông bỏ đi nhiều thế? Chào ôi, bổn công tử đây có lòng hảo tâm, thấy Thanh Huyền Tông các người cũng đáng thương lắm. Chắc là nhiều địa bàn quá các người cũng không giữ được, thôi thì dâng lên vài chỗ cho Tiệt Thiên Giáo chúng tôi đi. Bọn tôi ở đây thành lập vài chi nhánh, bắt đầu từ hôm nay. 17 ngọn núi ở phía bắc núi Hồng Diệp đều thuộc về Tiệt Thiên Giáo bọn tôi, cô Hạ thấy thế nào? Vương Bất Ly bình thản nói, Ly Hỏa Tông cũng có ý đó. Từ núi Trấn Hải trở về Nam, 17 ngọn núi ấy sẽ thuộc về Ly Hỏa Tông bọn tôi. Lý Ngao cười đáp, nếu các vị đều đã thành lập chi nhánh thì sao có thể thiếu Bạch Hổ Môn bọn tôi? 16 ngọn núi từ núi Hắc Thạch, núi Kim Sa và núi Trường Vân đều thuộc về Bạch Hổ Môn bọn tôi. Bọn họ vừa dứt lời. Thanh Huyền Tông sôi máu. Cái gì? Các người.
đây chẳng phải là cướp đất hay sao? Các đệ tử đầy phẫn nộ. Thanh Huyền Tông chỉ có tổng cộng hơn 100 ngọn núi. Mà mấy người này đòi một lần hơn 50 ngọn núi. Gần như cướp hơn phân nửa. Bách Lý Phong kiêu căng gật đầu đáp, đúng thế, chúng tôi cướp đấy. Các người muốn gì? Anh ta nghiêng đầu, trầm ngâm hỏi. Một ngọn lửa giận bùng lên thiêu đốt tất cả lòng mọi người ở Thanh Huyền Tông. Giọng điệu Hạ Nhược Tuyết trầm xuống, cậu Bách Lý làm thể chẳng lẽ không sợ tông chủ Thanh Huyền Tông bọn tôi trở về sao? Bách Lý Phong mỉm cười nói, cậu ta có thể trở về hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết là nhan sắc của cô Hạ không tệ thôi. Bổn công tử đây khá thấy hứng thú với cô đấy, từ đêm nay cô hãy đi theo tôi đi. Đợi đến khi cậu ta trở về, tôi sẽ trả lại cô thôi, chắc là còn dùng được đấy. Hạ Nhược Tuyết giận run người, anh là đồ vô liêm sỉ. Bách Lý Phong cười rớt nước mắt nói, cô Hạ, giờ cô mới biết hay sao? Tôi còn có chỗ còn vô liêm sỉ hơn đấy. Giọng nói anh ta trầm xuống, còn có vài người vừa nãy mới bất kính với bổn công tử, Đường lão, giết hết đi. Vâng, thưa công tử. Sau lưng anh ta, một ông lão từ từ bước ra, đi đến trước mặt vài tên đệ tử của Thanh Huyền Tông kia. Ông ta tung ra một trường. Phụt, 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 phụt. Hơn 10 đóa hoa máu nở rộ, mười mấy người vừa mới mở miệng kia đã lăn đùng ra chết. Các người, các đệ tử của Thanh Huyền Tông tức giận không thôi, đồng loạt rút vũ khí ra. Bách Lý Phong lạnh lùng nhìn, còn có kẻ không sợ chết sao? Đường lão, giết sạch cả đi. Vâng, thưa cậu chủ. Đường lão như một cỗ máy giết người không chút tình cảm. Một trường tung ra một người chết. Ta xem thử ai dám dương oai tác quái ở Thanh Huyền Tông. Một tiếng hô rõ to truyền tới. Một bóng người đỏ thấm cầm một thanh dao đỏ sẫm như máu chém về phía tay của Đường lão. Đường lão cười khẩy nói, sát chủ à, chỉ dựa vào bà mà cũng dám ngăn cản tôi sao? Dứt lời, tay ông ta lật lại, luồng sát khí khủng bố bùng nổ. Một trường hình thành trong không khí rồi lao về phía sát chủ. Vết thương trên người sát chủ còn chưa khôi phục. Thế là bà ta bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Sát tiền bối. Hạ Nhược Tuyết hét lên. Lãnh Nguyệt xuất hiện ôm lấy sát chủ đứng vững trên mặt đất. Rồi bà lấy ra một viên đan dược đút cho sát chủ. Sát chủ lắc đầu nói, tôi sẽ không nhận lấy sự bố thí của bà đâu. Lãnh Nguyệt nói, đã đến lúc nào rồi, chúng ta đừng tranh giành tình cảm nữa. Trước tiên để tông môn vượt qua kiếp nạn đã rồi nói tiếp, Minh Nhi còn chưa trở về, lẽ nào bà muốn cho Minh Nhi thấy một Thanh Huyền Tông tan nát hay sao? Sát chủ do dự một lát rồi nhận lấy đan dược nuốt vào. Đường lão cười cợt nói, Lãnh Nguyệt bà cũng đến đây à, lão phu rất nể trọng bà đấy. Chỉ bằng bà gia nhập Tiệt Thiên giáo đi. Lão phu có thể cam đoan bà vẫn sẽ là thái thượng trưởng lão. Lãnh Nguyệt cười lạnh nhạt nói, mơ đi. Ồ, Đường lão không nói nữa mà thẳng thừng ra tay. Bàn tay ông ta cong lại chộp tới yết hầu Lãnh Nguyệt. Xét lạnh vô tình. Lãnh Nguyệt nhanh chóng ra tay cản đòn nhưng vết thương trên người bà ấy vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Chưa tới 10 hiệp đã phải liên tục lui ra sau, khóe miệng vương máu tươi. Bà ấy không chút do dự lấy đan dược ra nuốt vào. Đường lão nhìn đường hoa văn trên đan dược mà sững người, nhiên huyết đan sao? Lãnh Nguyệt bà điên rồi hả? Một khi nuốt nhiên huyết đan vào sẽ thiêu đốt tất cả sức sống đấy. Bà muốn liều mạng với bọn tôi sao? Lãnh Nguyệt lạnh lùng cười to nói, ha ha ha, không có mệnh thì sao đâu chứ? Chỉ cần tôi trấn giữ ở Thanh Huyền Tông một ngày thì các người đừng mơ động tới một sợi lông của Thanh Huyền Tông. Hôm nay lấy ông làm đệm lưng vậy. Giọng nói lạnh như băng vừa dứt. Ngay sau đó, rầm, trong cơ thể Lãnh Nguyệt bùng lên một luồng lực lượng vô cùng hùng mạnh. Nháy mắt bà ấy đã tới trước mặt Đường lão, tung ngay một quyền nhắm thẳng vào ngực ông ta. Đánh bay ông ta ra xa. Phụt, Đường lão không thể chặn được đòn đánh ấy, phun ra một ngụm máu giữa không trung, đồ đàn bà điên, bà đúng là đồ đàn bà điên. Bách Lý Phong tối sầm xuống, Vương trưởng lão, Lý trưởng lão, các người còn đợi gì nữa? Cùng ra tay diệt sạch Thanh Huyền Tông đi. Vương Bất Ly suy tư một lát rồi nói, được thôi, lão phu đành ra tay một lần vậy. Lý Ngao quay đầu nhìn về phía một ông lão mặt đỏ nói, vạn lão, mời người ra tay một lần. Ông lão mặt đỏ cười hì hì,
uống một ngụm rượu rồi dắt hồ lô rượu bên hông. Vút, ông ta lao nhanh ra chỉ để lại một tàn ảnh, thoáng chốc đã tới sau lưng Lãnh Nguyệt tung ra một cước. Dầm, Lãnh Nguyệt lão đảo, bà ấy lạnh lùng quay đầu lại, trong đôi mắt long lanh đầy tơ máu. Vạn lão khiếp hãi, nháy mắt đã tỉnh rượu, người đàn bà điên, nhiên huyết đan đúng là đáng sợ mà. Vương Bất Ly, Đường lão, chúng ta cùng ra tay đi, giết. Giết. Vương Bất Ly và Đường lão gật đầu, mang theo luồng sát ý lạnh như băng bao vây Lãnh Nguyệt. Cả ba người đều ở cảnh giới thánh chủ trung kỳ, cho dù Lãnh Nguyệt có nuốt nhiên huyết đan thì cũng không kiên trì được bao lâu. Cả ba người đồng loạt ra tay, Lãnh Nguyệt liên tục bị đánh bay ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp của bà ấy lại càng thêm tái nhợt. Bởi vì có nhiên huyết đan nên bà ấy đều có thể vực dậy hết lần này tới lần khác. Tôi cũng đến đây. Bỗng nhiên, sát chủ quát lên. Bà ấy cũng lấy ra một viên nhiên huyết đan nuốt vào, đốt cháy cả sinh mệnh. Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, bà đang làm gì thế? Một mình tôi tới được rồi. Sát chủ hừ nói, bà đây lẽ nào kém bà sao? Chết thì cùng liều chết thôi, chúng ta xuống địa ngục rồi hơn thua nhau. Được. Đôi mắt Lãnh Nguyệt đỏ rực, bà ấy nhìn Đường lão chằm chằm, trước tiên giết lão già này cái đã. Tôi cũng đang có ý đó. Sát chủ gật đầu, cả hai người xông lên. Đường lão cảm giác được nguy hiểm ập tới, ông ta bị cả hai người bao vây như rơi vào hầm băng, hai đồ đàn bà điên, lão phu chọc giận các người à. Lãnh Nguyệt nhếch miệng cười, răng nanh trắng noãn đầy máu tươi, là ông đã giết đệ tử của Thanh Huyền Tông nên ông đáng chết. Giết! Hai người liều mạng khiến Đường lão sợ hãi. Ông ta điên cuồng hét lên, Vương Bất Ly, Vạn lão quái, các người còn đứng đó làm gì? Mau ra tay cho lão phu đi. Vương Bất Ly nhếch miệng cười cợt. Vạn lão quái cầm rượu hồ lô từ từ thưởng thức. Mẹ nó! Đường lão tức điên người. Sau mấy chục hiệp, hai người chớp lấy một thời cơ chặn Đường lão lại. Sát chủ cầm vũ khí nhắm thẳng tới cánh tay ông ta. Á! Đường lão hét lên tiếng thét đau thấu tận tâm can, một cánh tay đã hóa thành đống máu. Ông ta đau đến mức gương mặt già nua vặn vẹo, chết cho lão phu. Ông ta đưa tay lên, một thanh trường đao xuất hiện. Ông ta đâm thẳng vào đan điền Lãnh Nguyệt. Nháy mắt đan điền đã nổ tung. Lãnh Nguyệt bay ngược ra ngoài, nằm liệt trên mặt đất hấp hối. Trưởng lão Lãnh Nguyệt, ánh mắt mọi người trong Thanh Huyền Tông đỏ bừng. Hạ Nhược Tuyết che kín miệng, dì Nguyệt. Thời cơ tới rồi, tranh thủ ngay lúc này. Vương Bất Ly và Vạn lão quái nhìn nhau từ từ bước ra sau sát chủ. Cả hai đều tung ra một quyền. Dầm, dầm. Sát chủ kêu thảm lên rồi bay ra ngoài, té sầm xuống đất, mất sạch sức chiến đấu. Ánh mắt Đường lão đỏ bừng, ông ta một bên băng bó miệng vết thương, một bên giống lên, Vương Bất Ly, Vạn lão quái, thế mà hai người lại không ra tay. Hại lão phu mất một cánh tay. Vương Bất Ly cười nói, nào có, tôi thấy ông hét tới hét lui. Vạn lão quái cũng gật đầu nói, đúng thế, bọn tôi còn tưởng rằng ông có thể đánh được. Các người, Đường lão suýt nữa tức chết, chuẩn bị xả giận lên người Lãnh Nguyệt và sát chủ, hai người đàn bà điên các người đều đáng chết. Ông ta nắm chặt con dao đi đến trước mặt hai người họ. Rồi ông ta đưa tay lên chém xuống đầu hai người họ. Lãnh Nguyệt hỏi, hối hận không? Sát chủ chỉ đáp lại một câu, chưa bao giờ hối hận. Đi thôi, xuống dưới gặp nhau. Lãnh Nguyệt nhắm mắt lại. Hạ Nhược Tuyết tiến lên, đừng mà. Đường lão thấy Hạ Nhược Tuyết đi tới đây, nhe răng cười nói, một kẻ bất tài còn chưa tới cảnh giới võ tông mà cũng dám ngăn cản lão phu à. Cút mau. Đường lão phẫn nộ hét lên, chân đạp về phía bụng Hạ Nhược Tuyết. Trong khoảnh khắc sợi chỉ treo chuông ấy. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm quen thuộc vọng tới. Những kẻ nào bước vào Thanh Huyền Tông, chết. Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. Ngay sau đó, một tia kiếm khí đỏ rực ráng từ trên trời xuống. Dầm. Cái chân kia của Đường lão bị chém. Á. Ông ta hét thảm lên rồi té lăn ra đất. Giọng nói này là của. Hạ Nhược Tuyết vui sướng quay đầu lại nhìn. Sát chủ và Lãnh Nguyệt cũng mở to mắt nhìn về phía giọng nói ấy. Tất cả mọi người của Thanh Huyền Tông đều quay đầu lại nhìn về phía sơn môn Thanh Huyền Tông, tông chủ đã trở lại rồi. Tông chủ hả? Bách Lý Phong sửng sốt. Vương Bất Ly và Vạn lão quái đều run ra dầu,
nhìn về phía Sơn Môn Thanh Huyền Tông. Bọn họ chỉ thấy một thanh niên mặt lạnh như tiền, giết người không chút biến sắc từ từ bước tới. Nước mắt Hạ Nhược Tuyết rơi đầy mặt, Bắc Minh, quả nhiên là anh không chết. Minh Nhi, Lãnh Nguyệt và sát chủ thấy Diệp Bắc Minh thì đều mừng rỡ. Tông chủ, người của Thanh Huyền Tông như thấy được ánh sáng của đảng. Anh Minh đã trở lại rồi. Diệp Đại Ca đã trở lại rồi. Khi đám người Diệp Nam Thiên vừa tới thì đúng lúc thấy Diệp Bắc Minh. Đám người Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi và Tô Thanh Ca cũng đã đuổi tới đây. Ánh mắt mọi người đều đỏ bừng. 10 ngày qua, bọn họ đã chịu biết bao uất ức. Diệp Bắc Minh chậm rãi bước tới trước mặt Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, em chịu khổ nhiều rồi. Hạ Nhược Tuyết khóc nức nở, không sao cả, chỉ cần anh trở về là được rồi, mọi thứ đều đáng giá. Mau lại xem vết thương của Dì Nguyệt và sát tiền bối. Diệp Bắc Minh nhanh chóng bước tới chỗ hai người họ. Anh dùng quỷ môn thập tam châm ổn định vết thương trên người họ. Dì Nguyệt, sát tiền bối, đợi con giải quyết xong bọn họ thì sẽ chữa trị cho hai người ngay thôi. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Đường lão vang lên, cậu chính là tên Diệp Bắc Minh kia sao? Cậu dám chém. Ông ta còn chưa dứt lời, chỉ thấy một tàn ảnh lóe qua. Rầm. Cảnh tượng khiếp người xuất hiện, một bàn tay của Diệp Bắc Minh chọc xuyên qua trái tim của Đường lão. Anh nắm lấy nó rồi bóp chặt lại. Trái tim bị bóp nát. Ngay sau đó, anh tóm lấy cái đầu của Đường lão rồi xé rách ra. Đầu của Đường lão như một cái bánh nát bươm. Chỉ dựa vào ông mà cũng dám đụng đến người của tôi à? Giọng nói của anh như từ sâu trong địa ngục vọng tới. Không gian tĩnh lặng, tất cả mọi người đều sững sờ. Bách Lý Phong hít một hơi thật sâu rồi nói, này! Cậu dám giết người của Tiệt Thiên Giáo bọn tôi hả? Mày muốn đối địch với Tiệt Thiên Giáo bọn ta sao? Diệp Bắc Minh liếc mắt qua, rồi thi triển ảnh thuấn. Chỉ mấy bước đã xuất hiện trước mặt Bách Lý Phong. Cậu muốn làm gì? Bách Lý Phong sợ hãi liên tục lùi ra sau. Diệp Bắc Minh nâng cánh tay đầm đìa máu kia lên bóp chặt yếu hầu của anh ta. Bách Lý Phong sợ hãi vặn vẹo khuôn mặt, ngăn cậu ta lại, coi chừng cậu ta cho tôi. Bổn công tử sẽ thưởng 1 triệu. Có trọng thưởng ắt có anh hùng, hơn 10 đệ tử của Tiệt Thiên Giáo xông lên. Con người Diệp Bắc Minh rực máu, anh xé bọn họ như xé ếch. Từng người chết tức tưởi. Á! Bách Lý Phong nhìn đống xác chết la liệt khắp mặt đất mà sợ đến choáng váng đầu óc. Anh ta chưa bao giờ gặp người tàn nhẫn điên cuồng như thế. Cậu đừng tới đây, bố tôi là giáo chủ của Tiệt Thiên Giáo đấy, cậu dám động tới một sợi lông của tôi. Rầm! Diệp Bắc Minh tung cước đá Bách Lý Phong lăn ra đất, rồi giẫm xuống đầu anh ta. Á! Trước khi chết Bách Lý Phong kêu thảm lên một tiếng. Rồi đầu nổ tung như trái dưa hấu. Ôi! Vương Bất Ly và Lý Ngao run người, cảm thấy sau lưng mình rét lạnh. Đó là Diệp Bắc Minh sao? Rõ ràng là người nọ mới ở cảnh giới tiên thiên sơ kỳ thôi mà sao lại có chiến lực khiếp người như thế chứ? Một luồng sát ý lạnh như băng bao phủ hai người họ, ngay khi bọn họ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Bắc Minh. Vương Bất Ly nuốt một ngụm nước miếng nói, Diệp Tông Chủ! Ly Hỏa Tông bọn tôi cũng không có giết đệ tử của Thanh Huyền Tông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.